Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2376, Quần Ẩu 2. Nửa bước lĩnh vực cảnh, thực lực đã vượt qua Ngoan Nhân lúc trước, không gian bốn phía giống như triệt để ngưng kết, để cho người ta không thể động đậy. Phần phật, khí thế leo lên tới cực điểm, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay Nhạc Nhất Toàn nhiều ra một thanh trường kiếm. Chân khí chạy vào thân kiếm, phát ra thanh âm nghẹn ngào, vừa nhìn liền biết cấp bậc cực cao, ít nhất đạt đến thánh vực trung phẩm. Loại vũ khí cấp bậc này, cộng thêm tu vi, lý giải kiếm đạo. Thực lực tuyệt đối cường đại đến đáng sợ. Ngay cả kiếm cũng lấy ra. Đây rõ ràng muốn ra oai phủ đầu cho Trương Sư A Hát. Trước mặt mọi người khiêu chiến hắn, còn vạch trần sự thật ra. Trên mặt mũi tự nhiên phải tranh về. Lần này Trương Sư đoán chừng phải xui xẻo. Tất cả mọi người nhíu mày. Vị đường chủ này, không dùng binh khí, sức chiến đấu cũng đã rất mạnh, lại dùng kiếm. Trừ khi chân chính đạt tới lĩnh vực cảnh, chỉ sợ không người có khả năng chiến thắng. Lấy ra vũ khí, nói như vậy có thể dùng vũ khí chiến đấu. Trương Huyền cười khẽ. Nhạc Nhất Toàn gật đầu. Tại hạ am hiểu nhất là kiếm pháp, tự nhiên hy vọng có thể đạt được Trương trưởng lão chỉ điểm. Ngươi sử dụng vũ khí, ta có thể dùng hay không? Trương Huyền hỏi. Trưởng lão tùy ý. Nhạc Nhất Toàn gật đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lô đỉnh của đối phương, hắn nhìn qua, uy lực không yếu, có điều chỉ là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, khẳng định không phải đối thủ của hắn, coi như ném ra, cũng không có gì. Vậy tốt. Trương Huyền nhẹ gật đầu, mí mắt nhấc lên, cổ tay khẽ đảo. Rầm. Hơn 100 khôi lỗi xuất hiện ở trước mắt. Chính là thiên công khôi lỗi ở đầm lầy Tề Bắc lấy được. Những người này, là do thiên công sư chế tạo thành, không có khí tức dị linh tộc, càng không phải vô hồn kim nhân. Coi như lấy ra, cũng nhiều nhất xem như vũ khí. Đây là binh khí của ta. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Cùng tiến lên, mạnh mẽ đánh cho ta. Vâng. Các khôi lỗi đều đã hoàn toàn thần phục, lúc này nghe được mệnh lệnh, tất cả đều gầm hét lên, thẳng tắp lao về phía Nhạc Nhất Toàn. Dù bọn họ chỉ có xuất khiếu cảnh chung, hậu kỳ, nhưng hơn 100 liên thủ, uy lực liền lớn rồi, lực lượng hùng hồn đổ ập xuống. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt giống như đi vào địa ngục. Ngươi, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ lấy ra nhiều khôi lỗi như vậy, hơn nữa từng cái sức chiến đấu mạnh như thế, vẻ mặt của Nhạc Nhất Toàn lập tức thay đổi, trường kiếm trong tay vạch một cái, đang muốn bổ ra một con, liền cảm thấy phía sau lưng có hai đạo quyền phong đánh tới. Chưa kịp xoay người, trên đầu, dưới chân, sau lưng, tất cả đều đánh vào chỗ thiếu hụt của hắn, như trước thời hạn biết kiếm pháp cùng thiếu sót trong tu luyện của hắn. Là trận pháp phối hợp của chiến sư đường, hơn nữa còn có người chỉ điểm. Con người co rụt lại, toàn thân Nhạc Nhất Toàn cứng ngắc. Nếu như chỉ là khôi lỗi bình thường, nhờ vào sức chiến đấu nửa bước lĩnh vực cảnh của hắn, coi như thua, cũng sẽ không thua quá thảm, nhưng đối phương trước thời hạn biết mình thiếu hụt, hơn nữa để khôi lỗi tạo thành trận pháp hợp kích của chiến sư đường. Vậy thì nguy hiểm. Quả nhiên, cố nén kháng mấy chiêu, tất cả khôi lỗi một cái cũng không có bị thương. Mình liền cảm thấy toàn thân đau đớn, giống như bị xé nứt. Bành 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 bành. Cố nén mấy chiêu, chúng đòn càng ngày càng nhiều, có đôi khi còn có bàn chân đá vào trên mặt. Sau 10 phút, liền cảm thấy con mắt sưng tấy, đã có chút không mở ra được. Thực lực của hắn coi như rất mạnh, nhưng bị khôi lỗi giống như chiến sư vây công, cũng chống lại không được. Sớm biết, liền không dùng binh khí. Nhạc Nhất Toàn cảm thấy sắp khóc. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt. Chỉ cần không áp chế tu vi, đối phương tất nhiên ăn thiệt thòi lớn. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, người ta có thể tiện tay lấy ra nhiều khôi lỗi như vậy. Khôi lỗi cũng là một loại binh khí, cẩn thận tính toán ra, cũng không có không tuân theo quy định. Mấu chốt nhất là, mới vừa còn lời thề son sắt nói người ta tùy ý. Lần này được rồi, thật là tùy ý A-Hát. Cái này, những người khác từng cái nuốt nước bọt, vẻ mặt như gặp phải quỷ. May mắn vừa rồi không có cho đối phương tiếp tục dùng binh khí, thật muốn như vậy. Tất cả bọn họ cùng tiến lên, cũng gánh không được a. Mong Triệu sư ra tay cứu Nhạc đường chủ. Trưởng lão vừa nãy thấy đường chủ bị đánh thảm như vậy, cũng nhịn không được nữa, ôm quyền nói. Triệu Hưng Mặc nhấc mí mắt, tiện tay kẹp một miếng thịt để vào miệng. Tỷ thí là Nhạc đường chủ chính miệng đáp ứng, hơn nữa tự mình quyết định quy củ, ta cũng lực bất tòng tâm. Coi như có thể cứu, cũng sẽ không ra tay.
đường đường học sinh do Thánh Tử Điện tuyển chọn, nếu như bị bắt nạt, ngay cả đánh trả cũng không dám, còn làm danh sư gì nữa. Lại nói, ngay cả ta cũng bị đánh thành đầu heo, các ngươi tìm phiền toái, không phải tự tìm chết sao? Đường chủ, thấy hắn không ra tay, vị trưởng lão này nhìn không được nhìn sang, chỉ thấy lúc này Nhạc Nhất Toàn đã nằm ở trên mặt đất, trên mặt đều là dấu chân, một bên hộc máu, một bên run rẩy. Chương 2377, cược mạng 1. Đánh hơn 10 phút, thấy tiếp tục đánh nữa, vị Nhạc đường chủ này vô cùng có khả năng chết ngay tại chỗ, lúc này Trương Huyền mới hậm hực để Khôi Lỗi dừng tay. Nhạc đường chủ, ngươi sử dụng vũ khí, ta cũng dùng. Mọi người công bằng công chính, bây giờ ngươi thua, có lẽ không lời nào để nói a. Lấy Khôi Lỗi đi, bóp bóp đối phương một chút, Nhạc Nhất Toàn tỉnh lại, Trương Huyền cực kỳ thành khẩn nhìn qua. Công bằng, công chính. Nhạc Nhất Toàn tiếp tục phun máu tươi. Hơn 100 người đánh một mình ta, cũng gọi công bằng. Nếu như đường chủ cảm thấy không công bằng, ta có thể không dùng binh khí, lại cùng ngươi tỉ thí một trận. Vừa rồi ta liên tục tỉ thí 4 trận, không có nghỉ ngơi, mặc dù bây giờ ngươi chỉ chiến đấu một trận, chiếm tiện nghi, nhưng ta cũng không ngại. Trương Huyền nói. Phốc. Nhạc Nhất Toàn hộc máu lần nữa. Đánh 4 trận, một chút việc cũng không có, hắn một trận liền sắp ngỏm rồi. Động cũng không động được, làm sao so. Nhạc đường chủ không nói lời nào, có phải đại biểu ngầm đồng ý hay không? Đã như vậy, ta liền cố mà làm, cùng ngươi đấu một trận. Thấy đối phương chỉ lo hộc máu, không trả lời, Trương Huyền lắc đầu, siết chặt nắm đấm, muốn đập tới. Ta nhận thua. Nhạc Nhất Toàn vội nói. Không nhận thua không được a, tình huống hiện tại của hắn đã không cách nào chiến đấu, thật muốn giống như đối phương nói, tiếp tục tỉ thí, làm không cẩn thận thực sẽ chết ở chỗ này. Đường đường nửa bước lĩnh vực cảnh, cùng một tiểu tử nguyên thần cảnh trung kỳ tỉ thí, bị đánh chủ động nhận thua. Càng nghĩ càng thấy tâm đau đớn. Đều là tên ngu xuẩn Tống Huyên kia. Càng nghĩ càng giận, cắn chặt răng. Nếu không phải Tống Huyên nói tin tức sai lầm, sẽ không bị đánh thành như vậy, trước đó chỉ có một người phế, hiện tại. Ngay cả hắn cũng phế. Nhận thua là tốt rồi. Trương Huyền đứng thẳng người. Thân là danh sư đường đường chủ, không nghĩ tới chấn hưng nhân tộc, chỉ lo lợi ích cá nhân, bè lũ xu nịnh. Nếu như hôm nay thực lực của ta không đủ, chỉ sợ không chỉ mất mặt, làm không cẩn thận còn sẽ bị trọng thương, khó mà rời đi. Hôm nay chuyện này, ta sẽ báo cáo liên minh, xử trí như thế nào, do bọn họ quyết định. Đối phương dùng rượu ngon, dẫn tới kẻ địch cho mình ngược lại cũng thôi, nhiều nhất giáo huấn một lần, sẽ không nói thêm cái gì. Mấu chốt nhất là, cùng mình luận võ, không áp chế tu vi, còn vận dụng vũ khí. Nếu như không có nhiều khôi lỗi như vậy, không nhìn ra hắn thiếu hụt, không truyền thụ khôi lỗi phương pháp chiến sư hợp kích. Hôm nay khả năng trọng thương ngã xuống đất chính là mình. Ở chuyện của Tống Huyên, mình không truy cứu quá nhiều, xem như rất công bình, vị này còn không buông tha, chỉ bằng vào độ lượng, liền không xứng làm danh sư đường đường chủ. Ta, sắc mặt của Nhạc đường chủ trắng nhợt. Đối phương là trưởng lão liên minh, hắn nói như vậy, cơ bản đại biểu kiếp sống chính trị của hắn đến đây kết thúc. Được rồi, chư vị tiếp tục, ta nghỉ ngơi trước. Biết hôm nay náo thành như vậy, tiếp tục chờ đợi sẽ dẫn tới càng thêm không vui, Trương Huyền xoay người đi ra ngoài. Vừa ra cửa, hai học đồ liền tiến lên đón, ở phía trước dẫn đường. Mặc kệ cùng Nhạc đường chủ náo ra mâu thuẫn như thế nào, thân là khách nhân, danh sư đường của Tiềm Xung đế quốc sớm đã chuẩn bị nơi ở. Đám người Trương Cửu Tiêu, Tôn Cường cũng theo sát phía sau. Nơi ở là một biệt viện, về đến phòng, thân thể nhoáng một cái, đi vào Thiên Nghĩ Phong Xào. Lần yến hội này, mặc dù có chút không thoải mái, nhưng kiếm lời tròn 50 viên tinh nguyên thượng phẩm, xem như thu hoạch không nhỏ, vừa vặn nhìn xem có thể để tu vi đột phá đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, đến nửa bước xuất khiếu cảnh hay không. Nắm giữ loại thực lực này, coi như không mượn khôi lỗi, Nhạc đường chủ muốn tìm phiền toái, chỉ sợ cũng có thể đánh một trận. Khoanh chân ngồi xuống, cổ tay khẽ đảo, lấy ra toàn bộ tinh nguyên thượng phẩm. Huyệt đạo toàn thân mở ra, linh khí chảy vào trong đó, chuyển hóa thành thiên đạo chân khí, chậm chạp chảy xuôi. Ầm ầm. Không biết qua bao lâu, nguyên thần cảnh trung kỳ, thuận lợi đột phá. Nguyên thần cảnh hậu kỳ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Mới vừa đến hậu kỳ không lâu, chuẩn bị xung kích đỉnh phong. Liền thấy 50 viên tinh nguyên thượng phẩm toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, vỡ thành bột phấn.
Quả nhiên nương theo tu vi tăng lên, hiệu quả của tinh nguyên thượng phẩm càng ngày càng thấp. Trương Huyền nhìn không được lắc đầu. Đột phá nguyên thần cảnh, cũng cảm giác được, xem như tinh nguyên thượng phẩm, công hiệu cũng dần dần giảm bớt, vốn cho rằng nhiều linh thạch như vậy, đủ để hắn tấn thăng đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, đáng tiếc thăng lên một tiểu cấp liền ngừng lại. Xem ra muốn nhanh chóng đột phá, trừ khi tìm được linh thạch cấp bậc cao hơn. Đi ra xem một chút. Tiêu hao linh thạch hầu như không còn, không có cách nào tiếp tục tu luyện, Trương Huyền đành phải rời tổ ong, đi ra khỏi phòng. Thiếu gia, thấy hắn đi ra nhanh như vậy, Tôn Cường cùng Trương Cửu Tiêu tiến lên đón. Cửu Tiêu, người quen thuộc Tiềm Sung Thành không? Mang ta đi dạo một chút, nhìn xem có thể tìm địa phương hối đoái hoặc kiếm tinh nguyên thượng phẩm hay không. Trương Huyền nói. 3 năm trước ta tới Tiềm Sung Thành một lần, xem như quen thuộc. Trương Sư nhu cầu cấp bách linh thạch. Trương Cửu Tiêu hơi nghi hoặc. Không phải ở trên yến hội, mới vừa kiếm lời mấy chục viên sao? Làm sao còn muốn? Trương Huyền gật đầu, cũng không giải thích. Chương 2378, cược mạng 2. Nếu như nói cho đối phương, trên yến hội lợi nhuận linh thạch, đã tiêu hao sạch, không biết có thể bị hù chết tại chỗ hay không? Muốn bao nhiêu? Trương Cửu Tiêu nói. Càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể có 300 viên. Suy đoán một chút, Trương Huyền nói. Dựa theo trình độ hao tổn linh thạch hiện tại, muốn đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, ít nhất cần hơn 100 viên, hiện tại vu hồn chỉ có thánh vực nhị trọng, tấn thăng đến nguyên thần cảnh đỉnh phong. Đại khái cũng phải tiếp cận 200. 300. Khóe miệng Trương Cửu Tiêu giật một cái. Số lượng lớn như thế, xem như Tiềm Sung Thành cũng không tiện tìm. Cho dù Tiềm Sung Đế Quốc có linh quáng, nhưng tinh nguyên thượng phẩm cũng không phải rau cải trắng, vừa nắm một bó to, có thể lấy ra 300 viên, tất nhiên là thế lực cực kỳ cường đại. Có thể lấy ra nhiều như vậy, có chừng 3 chỗ, thứ nhất, danh sư đường, cũng chính là chỗ này, thứ hai, Tiềm Sung Hoàng Thất, thứ ba, chợ đen. Trương Cửu Tiêu dừng lại một chút, nói. Danh sư đường có. Trương Huyền sững sờ, lập tức gật đầu. Cũng đúng, những thiên tài danh sư kia, mỗi người đều có thể tiện tay lấy ra 10, 20 viên, danh sư đường lấy ra 300 viên, không khó lắm. Nếu không, ta lại đi đánh nhạc đường chủ một trận, để hắn lấy linh thạch ra. Trương Huyền trầm tư. Thôi được rồi, mới vừa đánh một trận, lại đánh, truyền đi thanh danh sẽ không tốt. Một lát sau, lắc đầu. Mới vừa đánh người ta thảm như vậy, lại tới muốn linh thạch. Ngoại nhân nghe được, danh sư như hắn cũng không cần làm. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là người chú trọng mặt mũi, thân phận, thật muốn như vậy, cùng lưu manh vô lại khác nhau ở chỗ nào. Không tìm ở danh sư đường, Tiềm Sung Hoàng Thất, không hề có quen biết gì, hiện tại đi qua lôi kéo quan hệ, rõ ràng không còn kịp rồi. Suy tư một lát, Trương Huyền hỏi. Ngươi nói chợ đen này, ở nơi nào, nếu như không có vật phẩm hối đoái, muốn kiếm tiền mà nói, làm sao lợi nhuận? Chợ đen ở ngoài Tiềm Sung Thành. Trương Cửu Tiêu nói. Không có vật phẩm hối đoái muốn kiếm tiền mà nói, phương pháp nhanh nhất là. Cược. Cược. Cược mạng. Trương Cửu Tiêu nhẹ gật đầu. Là một loại phương pháp kiếm lợi nhiều nhất. Chợ đen có sinh tử lôi đài, muốn kiếm tiền, có thể lên đánh lôi đài. Thắng một trận, ban thưởng một viên linh thạch thượng phẩm, thắng liên tục 2 trận, 2 viên, liên tục 3 trận, 3 viên. Cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, đánh lôi đài chỉ là tiền lẻ, có thể kiếm lấy chút thu nhập thêm mà thôi. Chỉ cần liên tục thắng 10 trận, liền được mang tên tuổi thập chiến vương, thu hoạch được cơ hội tranh đấu với thập chiến vương kỳ trước. Lúc này rất nhiều kẻ có tiền đặt cược, nếu như cược đúng, hẳn là có thể lợi nhuận rất nhiều. Nói thật, có thể trở thành thập chiến vương, cơ bản đều là tồn tại đồng cấp vô địch, hai bên chiến đấu, sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nhận được rất nhiều linh thạch, nhưng hơi không cẩn thận sẽ chết. Hàng năm không biết bao nhiêu cường giả bị đánh chết ở trên lôi đài, do đó sinh tử lôi đài này, cũng gọi lôi đài cược mạng, lấy mệnh đánh bạc. A hát! Trương Huyền gật đầu, con mắt càng ngày càng sáng. Đồng cấp, hắn tuyệt đối vô địch. Muốn đi tham gia thập chiến vương, chẳng phải có thể kiếm lời lớn. Trương Sư, thực lực đồng cấp của ngươi quả thực rất đáng sợ, nhưng mà ta vẫn cảm thấy tốt nhất đừng đi. Thấy nét mặt của hắn, Trương Cửu Tiêu biết nghĩ cái gì, vội vàng lắc đầu. Vì cái gì? Trương Huyền kỳ quái. Thực lực của hắn, đối phương có lẽ hết sức rõ ràng, như vậy cũng khuyên mình không đi, chẳng lẽ lôi đài này trong đồng cấp, còn có tồn tại cường đại hơn mình.
sinh tử lôi đài, trừ không cho phép sử dụng vũ khí, thì căn bản không quy tắc, dùng độc, ám khí, âm mưu. Đủ loại thủ đoạn đều có, đừng nói danh sư, xem như chiến sư tiến vào bên trong, cũng chưa hẳn có thể kiên trì đến trận thứ 10. Trương Cửu Tiêu cười khổ một tiếng. Lúc đầu ta cũng cảm thấy hiếu kỳ, đi qua một lần, bất quá đến trận thứ 5 liền thua. Danh sư băn khoăn thân phận, thời điểm chiến đấu, rất nhiều thủ đoạn không tiện sử dụng, không giống những người ngày ngày tiến hành sinh tử quyết đấu kia, dạng chiêu số gì cũng có thể sử dụng, chỉ cần có thể giết người. Người cũng kiên trì không đến trận thứ 6. Đúng vậy, thập chiến vương của sinh tử lôi đài, là đứng trên lôi đài không xuống, liên tục chiến đấu 10 trận. Đối thủ của ngươi, mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng căn bản là càng ngày càng mạnh, có am hiểu thân thể, có am hiểu linh hồn, có thi thủ đoạn quỷ dị, khó lòng phòng bị. Sở dĩ ta bại trận, là bởi vì liên tục 5 trận, thân thể mệt mỏi, lúc này mới bị một tên chiếm tiện nghi. Trương Cửu Tiêu nói, mang ta đi nhìn xem. Trương Huyền nói, liên tục chiến đấu, hơn nữa mỗi một cái đều trải qua sinh tử khảo nghiệm, bất kể tâm lý hay thân thể, quả thực là một loại dày vò. Bất quá đối với hắn mà nói, thực tình không tính là gì. Trương Sư thật muốn đi. Thấy nói nhiều như vậy, đối phương vẫn cố chấp, Trương Cửu Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, tốt nhất trực tiếp nhận thua. Yên tâm đi. Con mắt Trương Huyền lóe lên. Nếu quả thật giống như đối phương nói, liên tục đánh lôi đài liền có thể kiếm lấy linh thạch. Mình hẳn là có thể kiếm đến chợ đen này sập tiệm. Suy nghĩ một chút cũng để người kích động. Chương 2379, hoán đổi linh thạch 1. Chợ đen ở dưới một trang viên vùng ngoại ô, còn chưa tới trước mặt, hai người Trương Huyền liền thay đổi trang phục, mặc quần áo thoải mái, nhìn giống như công tử thế gia đi ra du ngoạn. Người sáng lập Tiềm Sung Hắc Thị nghe nói là một thư sinh nghèo túng, một mực không được đãi ngộ công bằng, nhìn thấu thói đời nóng lạnh, bỏ văn theo võ, vì phát tiết nội tâm không vừa lòng, mà làm ra cái này. Ở đây, chỉ cần có tiền, liền có thể mua được cái ngươi muốn, chỉ cần có tiền, liền có thể thỏa thích phát tiết bất mãn cùng phẫn uất trong lòng. Đương nhiên, tiêu phí cũng cực cao, có thể nói là động tiêu tiền lớn nhất của toàn bộ Tiềm Sung Thành. Vừa tiến lên, Trương Cửu Tiêu vừa giới thiệu. Loại địa phương này quang minh chính đại tồn tại như vậy. Danh sư đường của Tiềm Sung Đế Quốc, hoặc là Hoàng Thất cũng mặc kệ. Trương Huyền khó hiểu. Lấy mạng người làm đại giá, tiến hành đủ loại đặt cược. Ngay cả danh sư bên ngoài như Trương Cửu Tiêu cũng biết, Hoàng Thất cùng danh sư đường lại mặc cho nó phát triển, mà không đi quản. Không phải mặc kệ, mà là vì ổn định. Trương Cửu Tiêu lắc đầu. Ổn định. Trương Huyền không hiểu. Mặc dù còn chưa tới, nhưng căn cứ lời nói của đối phương, cái gọi là chợ đen này, là địa phương không có pháp luật kỷ cương, quy tắc, bản thân vốn là nhân tố không ổn định, làm sao có thể vì ổn định. Thành thị lớn, tu luyện giả nhiều. Tài nguyên liền khan hiếm, vì tăng cao tu vi, sẽ xuất hiện hiện tượng ẩu đả, chiến đấu, thậm chí ăn cướp. Loại tình huống này, mỗi ngày đều phát sinh, xem như Hoàng Thất hoặc danh sư đường cũng không cách nào triệt để tiêu diệt. Trương Cửu Tiêu nói. Trương Huyền gật đầu. Tu luyện giả nhu cầu tài nguyên, giống như người bình thường ăn cơm, uống nước, ăn không no, khẳng định sẽ gây nên náo động, đây là chuyện không có cách giải quyết. Coi như danh sư đường mạnh mẽ, cũng không có khả năng ngăn chặn nhu cầu cơ bản nhất của tu luyện giả, thật muốn làm như vậy, là vi phạm nhân tính. Chợ đen, thoạt nhìn không quang minh, lại là thông đạo để cho người phát tiết, ở đây, chỉ cần có tiền, liền có thể mua được đồ vật ngươi muốn, mà muốn kiếm tiền, liền cần càng thêm cố gắng tu luyện, chiến đấu. Tạo thành một tuần hoàn đặc thù, mặc dù số lượng người chết tăng lên, lại làm cho toàn bộ thành thị càng thêm ổn định. Trương Cửu Tiêu lắc đầu. Địa phương có ánh sáng, liền có bóng tối. Trong danh sư còn có bại hoại, tu luyện giả không tu tâm cảnh, lại không có địa phương phát tiết, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện. Trương Huyền hiểu được. Nước quá trong ắt không có cá, người quá xét ắt chẳng ai theo. Năm đó Khổng sư, ngay cả Độc sư cũng có thể dung nạp. Chợ đen tồn tại, mặc dù không phù hợp quy tắc, nhưng nếu như có thể giảm bớt tội phạm, thì thật có ý nghĩa tồn tại. Thật giống như kiếp trước. Dù một ít chức nghiệp đặc thù bị hiến pháp pháp luật cấm chỉ rõ ràng, rất nhiều người đều biết vị trí cụ thể ở nơi nào, nhưng mà những nghề này, vẫn có khả năng tồn tại. Cũng không phải chính quyền không thể diệt, mà là có khả năng thỏa mãn nhu cầu, giảm bớt phạm tội. Thật muốn tiêu diệt hết, một cái cũng không tồn tại, chỉ an xã hội sẽ bị khiêu chiến cực lớn.
chợ đen của Tiềm Xung đế quốc cũng chính là như thế. Bề ngoài không hợp quy củ, trên thực tế lại có thể giảm bớt càng nhiều phiền phức. Hoàng thất đương nhiên sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn danh sư đường, chỉ cần không phá hư ổn định của nhân tộc, không làm ra sự tình nguy hại nhân tộc, tự nhiên sẽ giả bộ như không nhìn thấy. Xem ra trước đó ở Hồng Viễn Thành, Thanh Nguyên Thành hẳn là cũng có địa phương tương tự, chỉ bất quá hắn cưỡi ngựa xem hoa, mỗi thành thị ở thời gian không dài, không có cẩn thận hỏi thăm mà thôi. Đến rồi. Đang suy tư, liền nghe thanh âm của Trương Cửu Tiêu vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, một trang viên to lớn xuất hiện ở trước mắt. Thủ lệnh. Còn chưa tới trước mặt, thì có hai người áo xanh ngăn đường đi. Rõ ràng đều là cường giả nguyên thần cảnh, trên người mang theo sát khí, vừa nhìn liền biết chân chính giết người qua, thực lực bất phàm. Cổ tay khẽ đảo, Trương Cửu Tiêu đưa qua một vật. Kiểm tra một chút, người áo xanh mới nhẹ gật đầu, đưa tới hai miếng vải đen. Trương Cửu Tiêu ra hiệu một chút, sau đó bịt kín con mắt. Sau khi che mắt, lúc này Trương Huyền mới phát hiện, vải đen kia không chỉ có thể che tầm nhìn, ngay cả thần thức cũng có thể che chắn, làm cho không người nào có thể phát giác tình huống chung quanh. Ở dưới người áo xanh dẫn đầu, đi hơn 10 phút, cũng không biết đến nơi nào, lúc này mới cảm thấy ánh mắt buông lỏng. Một phường thị to lớn xuất hiện, dòng người cuồn cuộn, nhìn không thấy phần cuối, mặc dù dưới đất, nhưng ở dưới Dạ Minh Châu chiếu rọi lại giống như ban ngày. Cái này, Trương Huyền nháy mắt, nhìn qua bốn phía. Đi qua không ít phường thị, tác phường, cũng đã gặp rất nhiều cỡ lớn, mặc dù quy mô nơi này không coi như quá lớn, nhưng vật phẩm bán ra lại làm kẻ khác kinh ngạc. Kim tinh huyền thạch, có khả năng mua được thứ này. Đi vài bước, con người co rụt lại. Kim tinh huyền thạch, là bảo vật Ngô Dương Tử lưu lại, số lượng thưa thớt, Thanh Nguyên Thành cũng tìm không thấy, thế mà nơi này lại ngang nhiên bày bán. Cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng khó mà tin tưởng. Mặc dù thứ này thưa thớt, nhưng cũng không phải không chiếm được, nơi này có bán, cũng không tính là gì. Thấy biểu lộ của hắn, Trương Cửu Tiêu cười cười. Lúc trước lần thứ nhất hắn tiến vào, cũng là như vậy, cảm thấy khó tin, có điều nhìn nhiều liền quen. Công pháp bí tịch, thánh khí trung phẩm, tự ẩn cá nhân, đủ loại tin tức. Quả nhiên là chợ đen, thứ gì cũng có. Dọc theo thông đạo đi một hồi, Trương Huyền cười khổ lắc đầu. Thật đúng là chợ đen, đồ vật bên ngoài trộm cướp, làm trái kỷ cương không cách nào bán ra, nơi này hầu như đều có. Chương 2380, hoán đổi linh thạch 2. Nơi này có công pháp tu luyện nửa bước xuất khiếu cảnh cùng xuất khiếu cảnh không? Đi tới vị trí bán công pháp, Trương Huyền ngừng lại. Có, cấp bậc khác biệt, giá cả khác biệt. Một lão giả lười biếng nhìn qua. Bởi vì là chợ đen, cũng không sợ người khác cướp đoạt. Cấp bậc, giá cả, nói nghe một chút. Trương Huyền nói. Tự mình xem đi. Nói xong tiện tay một chỉ. Trương Huyền nhìn lại, ngay sau đó liền thấy trên vách tường trước mắt ghi chú rõ ràng bảng giá. Công pháp, võ kỹ thánh vực trung phẩm mỗi một quyển cơ bản đều 10 viên tinh nguyên thượng phẩm trở lên, đẳng cấp thấp thì hơi rẻ. Mua một quyển mà nói, khả năng không hao phí bao nhiêu tiền, nhưng hắn cần hơn ngàn bản, tuyệt đối là một số chi tiêu to lớn. Chỗ ngươi hết thảy có bao nhiêu loại công pháp xuất khiếu cảnh? Trương Huyền nhìn không được hỏi. Công pháp xuất khiếu cảnh, hết thảy có 52 loại, nửa bước xuất khiếu có 327 loại, đều ở trên giá thư tịch phía trước. Bên trên đầy có phong ấn, không cách nào dùng thần thức thăm dò, người muốn mua cái nào, giao tiền, ta sẽ sao chép tới. Yên tâm, công pháp nơi này cực kỳ kỹ càng, ngay cả Tiềm Long công pháp mà Tiềm Xung hoàng thất tu luyện, cùng khoái kiếm đoạn pháp của Nhạc Đường chủ tu luyện cũng có, giá cả cực kỳ công đạo, già trẻ không gạt. Lão giả khoát tay áo. Nghe được hắn nói, Trương Huyền nhìn giá thư tịch trước mắt, phía trên quả nhiên có không ít thư tịch, bốn phía che kín phong ấn, thần thức không cách nào dò xét. Bất quá hắn đọc thư tịch căn bản không cần thần thức. Con mắt nhẹ nhàng đảo qua, trong đầu hô khẽ thiếu hụt. Dầm! Toàn bộ thư tịch liền bị sao chép. Ý niệm quét qua, đã chuyển hóa thành kiến thức của mình. Những bí tịch này chất lượng không thấp, nhưng mà số lượng còn có chút ít, không cách nào hình thành thiên đạo công pháp, để hắn cực kỳ đáng tiếc. Quả nhiên có Tiềm Long công pháp của Hoàng Thất, kiếm pháp của Nhạc Nhất Toàn cũng có. Năng lượng của chợ đen này thật lớn. Đọc qua nội dung thư tịch một lần, Trương Huyền không khỏi cảm khái. Từ Thiên Huyền Vương quốc đi tới nay, công pháp của Vương Thất, Hoàng Thất luôn luôn là bí mật trong bí mật, ngoại nhân muốn nhìn trộm cũng làm không được,
cái chợ đen này lại có, còn bán ra, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kinh khủng. Muốn mua bộ nào, hiện tại ta sao chép cho ngươi? Thấy con mắt của hắn quét một lần, lão giả nói. Không cần. Trương Huyền lắc đầu. Thư tịch đã thu sạch vào trong óc, ngay cả thiếu hụt cũng có, những thư tịch này của đối phương đã không có bất kỳ tác dụng, huống chi hiện tại hắn một nghèo hai trắng, coi như muốn mua, cũng không cách nào mua được. Thấy hắn không mua, lão giả quay người đi, không thèm để ý tới nữa. Loại gia hỏa không có tiền còn trang bức hỏi cái này hỏi cái kia, mỗi ngày đều gặp qua không ít, sớm thành thói quen. Rời khỏi quầy thư tịch, tiếp tục đi về phía trước, trên đường đủ loại bảo vật, cái gì cần có đều có, thậm chí đan dược cấp 7 đỉnh phong cũng có bán. Trương sư, phía trước là địa phương hoán đổi tinh nguyên thượng phẩm, nếu như ngươi có linh thạch thượng phẩm bình thường, hoặc là những bảo vật khác, đều có thể dùng để hoán đổi. Đương nhiên giá cả sẽ bị ép rất thấp, không có lời. Đi một hồi, Trương Cửu Tiêu chỉ về phía trước. Trương Huyền nhìn lại, là một quầy hàng hẹp dài, chỉ có hai nhân viên phục vụ, không có khách hàng nào. Đi tới trước mặt, ngẩng đầu nhìn tỷ lệ hoán đổi, khóe miệng giật một cái. Quả thực như ăn cướp. Linh thạch thượng phẩm hoán đổi tinh nguyên thượng phẩm, tình huống bình thường là 1.000, một, nơi này tăng gấp 3, biến thành 3.000 so 1. Nói cách khác, 3.000 linh thạch thượng phẩm mới có thể hoán đổi một viên tinh nguyên thượng phẩm. Người bình thường chỉ sợ hoán đổi một viên, gần như dùng hết tài sản, một nghèo hai trắng. Thánh khí trung phẩm nguyên thần cảnh đỉnh phong, giá cả bình thường đại khái 10 viên tinh nguyên thượng phẩm, mà ở đây, chỉ có 3 viên, xuất khiếu cảnh cũng chỉ tăng lên gấp đôi. Đỉnh đỉnh cũng rất đáng tiền, bán đi đại khái có thể bán hơn 30 viên. Trong lòng tính toán giá cả của kim nguyên đỉnh một chút, Trương Huyền lắc đầu. Mặc dù bán vân vụ trà, lại thêm cướp sạch thập đại vương giả, thanh điền hoàng, để hắn kiếm lời không ít, nhưng toàn bộ cộng lại, cũng chỉ 5-6 vạn linh thạch thượng phẩm, trong khoảng thời gian này tu luyện vu hồn sử dụng không ít, trong tay có khả năng lấy ra, không cao hơn 4 vạn. Nói cách khác, toàn bộ dùng để đổi, cũng chỉ tầm 10 viên. Mà bán kim nguyên đỉnh mà nói, có thể nhẹ nhõm được hơn 30, tiếp cận 40 viên, vẫn là cực kỳ có lời. Được rồi, cái tên này trung thành tuyệt đối, cũng giúp ta rất nhiều lần, khẳng định không thể bán. Trương Huyền lắc đầu, không suy nghĩ chuyện này thêm nữa, nhìn về phía phục vụ viên. Ta muốn hoán đổi linh thạch. Đổi bao nhiêu? Phục vụ viên không thèm để ý nhìn qua. Ngươi nhìn những vật này có thể đổi bao nhiêu? Ầm ầm. Một đống lớn linh thạch thượng phẩm, cùng vũ khí, dược liệu, khoáng thạch rơi trên mặt đất. Nhiều như vậy. Phục vụ viên đột nhiên đứng dậy. Chương 2381, Tháp Ngôn Cổ Thư 1. Người bán hàng này, chỉ chừng 30 tuổi, hết sức trẻ tuổi, tu vi cũng chỉ bán thánh, vốn nghe hoán đổi linh thạch, hắn không quá để ý, nhưng thấy vô số đồ vật trên đất, con mắt lập tức mở to. Giá cả chợ đen đắt đỏ, bởi vậy chứ cần dùng gấp. Có rất ít người lựa chọn hoán đổi ở đây, lúc bình thường hầu như không có người, hiện tại tùy tiện tới một khách hộ, lại ném ra nhiều đồ như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vị công tử này, hoán đổi hết những thứ kia. Qua một hồi mới khôi phục tỉnh táo, phục vụ viên nhịn không được nói. Trương Huyền gật đầu. Những vật này, có cướp từ thanh điền nhất mạch, cũng có bắt chẹt thanh nguyên hoàng thất, đối với hắn trước kia mà nói, xem như bảo vật vô thượng. Nhưng tu vi đạt tới nguyên thần cảnh hậu kỳ, đã không còn tác dụng. Giữ lại chiếm không gian, còn không bằng hoán đổi toàn bộ, trợ giúp tăng thực lực lên. Tốt, hiện tại ta sẽ tính toán. Biết tới khách hàng lớn, phục vụ viên không dám thất lễ, vội vã đi vào trong, mời một lão giả tới. Kiểm tra toàn bộ đồ vật một lần, lão giả nhìn qua. Vật phẩm của ngươi toàn bộ cộng lại, đại khái có thể hoán đổi 113 viên tinh nguyên thượng phẩm, đây là danh sách. Trương Huyền khoát tay áo. Không cần, lấy linh thạch ra đi. Thời điểm kiểm kê vật phẩm đã hạch toán qua, cùng đối phương tính toán kém không nhiều. Được, đi lấy linh thạch tới. Lão giả nhẹ gật đầu. Phục vụ viên đi vào, sau đó mang ra một cái không gian giới chỉ. Tiện tay nhận lấy, Trương Huyền nhìn một chút, 113 viên linh thạch, không nhiều không ít. Trương công tử, người hoán đổi hơn 100 viên linh thạch. Đã tự động tấn cấp thành khách quý của phường thị chúng ta, đêm nay vừa vặn có một đấu giá hội chỉ mở ra cho khách quý, có muốn tham gia hay không? Đưa qua một lệnh bài đại biểu thân phận khách quý, lão giả cười nói. Một lần hoán đổi nhiều linh thạch như vậy, coi như ở chợ đen cũng coi là khách hàng lớn,
có đầy đủ tư cách trở thành khách quý. Đấu giá hội. Trương Huyền lắc đầu. Tạm thời không hứng thú. Hiện tại hắn thiếu hụt là linh thạch, cái khác có muốn hay không đều không quan trọng. Công tử không nên vội cự tuyệt, hãy nghe ta nói hết, có lẽ sẽ thay đổi ý nghĩ. Lão giả cười nói. Ồ, lần đấu giá vật phẩm này, có hai thánh khí trung phẩm xuất khiếu cảnh trung kỳ, còn có một viên đan dược chuẩn cấp 8, có thể ở trong ba cái hô hấp, khôi phục tất cả lực lượng trong cơ thể cường giả xuất khiếu cảnh, là đồ vật độ xuất khiếu kiếp tốt nhất. Lão giả nói. Xuất khiếu kiếp, phải đối kháng thiên kiếp, một khi lực lượng kém, rất dễ dàng bị giết, hình hồn câu diệt. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, rất nhiều người sẽ tiêu phí vô số giá cả, mua sắm đan dược chuẩn cấp 8, có thể trong thời gian ngắn khôi phục nguyên khí, để thực lực một mực nằm ở đỉnh phong. Có loại vật này, xác suất thành công sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên, giá cả thứ này cũng cực kỳ đắt đỏ, không phải người bình thường có khả năng chịu đựng nổi. Được rồi. Trương Huyền tiếp tục lắc đầu. Tu luyện phong thánh giải, chân khí trong cơ thể hắn vô cùng vô tận. Loại đan dược này đối với hắn mà nói, tác dụng không lớn, còn thánh khí, có kim nguyên đỉnh cùng vô số khôi lỗi, cái khác có hay không đều được. Nếu như công tử không hứng thú với mấy cái này, vật cuối cùng khẳng định sẽ thích. Nhẹ nhàng cười một tiếng, lão giả tiếp tục nói. Ồ, Trương Huyền nghi ngờ. Tháp ngôn cổ thư. Lão giả nói. Tháp ngôn cổ thư. Trương Huyền cau mày. Cái tên này, chưa từng nghe nói qua. Nghe nói là trước đây Lạc Thánh đi ngang qua đây, Diêm Đường chủ đương thời tới tiếp kiến, thấy hắn nghỉ ngơi, đứng tại chỗ 3 ngày 3 đêm không động đậy, đến mức tuyết lớn đầy người, tựa như một tượng băng. Niệm tình hắn chân thành, Lạc Thánh ngồi ở trên giường, truyền thụ một tiết học, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, nguyên khí rơi vãi, thiên địa dao động. Bản sư ngôn thiên thụ này, được Diêm Đường chủ ghi lại, lưu truyền hậu thế, cũng chính là bản tháp ngôn cổ thư. Lão giả giải thích. Lạc Thánh. Trương Huyền cau mày. Lão tổ của thánh nhân Lạc gia, Lạc Thiên Vân. Lão giả nhẹ gật đầu. Nghe nói trong thư tịch này, liên lụy đến một chút bí ẩn của công pháp Lạc gia, nghiêm túc học tập mà nói, đối với không gian sẽ có lý giải cực lớn, chỉ bất quá nhiều năm qua, một mực không có người tìm được. Cũng là đoạn thời gian trước, dưới cơ duyên xảo hợp, bị người phát hiện, cuối cùng lưu lạc đến nơi này. Trương Huyền nhíu mày. Đối với cổ thư, hứng thú của hắn không tính quá lớn, nhưng liên lụy đến Lạc gia, lại hơi động tâm. Nếu như có thể bởi vậy rõ ràng một chút bí ẩn của công pháp Lạc gia, về sau đi tìm Lạc Nhược Hy, khẳng định sẽ có trợ giúp rất lớn. Không biết cổ thư này muốn bán giá bao nhiêu? Dừng lại một chút, Trương Huyền nhìn qua. Trước thời hạn biết giá cả, cũng tiện nghĩ biện pháp kiếm tiền. Mặc dù hắn đổi hơn 100 viên linh thạch, nhưng muốn mua loại đồ vật chân quý này, hẳn là còn xa xa không đủ. Tháp ngôn cổ thư, dù không phải Lạc Thánh tự tay viết, nhưng là đạo lý hắn truyền thụ, dù chỉ lưu giữ 1/2 phần 10, cũng là chí bảo với cường giả nguyên thần cảnh, xuất khiếu cảnh. Cho nên, giá cả không ít, giá khởi điểm liền vượt qua 500 tinh nguyên thượng phẩm, kết quả cuối cùng, chỉ sợ sẽ vượt qua 1000, cho nên công tử muốn mua mà nói, nên sớm chuẩn bị linh thạch. Lão giả nói, hắn thấy vị trước mắt này tùy tiện có thể lấy ra nhiều đồ vật như thế hoán đổi, nhất định là người có tiền. Mấy trăm, hơn ngàn tinh nguyên linh thạch, không khó lắm. Trương Huyền dừng lại một chút, nhẹ gật đầu. Chương 2382, Tháp ngôn cổ thư 2. Ngươi lưu vị trí giúp ta, ta đi chuẩn bị một chút, trước đấu giá hội sẽ chạy tới. Bây giờ cách trời tối còn rất lâu, vừa vặn đi sinh tử lôi đài nhìn một chút, có thể kiếm được 1000 viên hay không? Vâng. Lão giả nhẹ gật đầu, phái người an bài. Đi thôi. Xử lý xong bên này, Trương Huyền không nói thêm lời, gọi Trương Cửu Tiêu một tiếng, để hắn dẫn đường đi tới lôi đài. Lôi đài ở bên trong nhất của chợ đen, trước khi vào liền bị kiểm tra thực lực kỹ càng, cho lệnh bài đại biểu cấp bậc, lúc này mới đi vào bên trong. Nhìn thấy Trương Huyền đã đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ, Trương Cửu Tiêu không khỏi im lặng. Tốc độ tiến bộ của tên này, nói thật để hắn có chút phát điên. Lần thứ nhất gặp, vẫn chỉ là thần thức cảnh. Thời gian vài ngày đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ, tương đương hắn. Một canh giờ trước chiến đấu với đám người Nhạc Đường chủ, cấp bậc không biến, hiện tại đã đột phá. Từ trước đến nay, đều cảm thấy mình là thiên tài, nhìn thấy đối phương tiến bộ, mới hiểu được. Kém thực sự quá nhiều. Căn bản không phải một cấp bậc. Ta cũng là tích lũy đủ rồi, vừa mới đột phá.
Thấy bộ dáng hắn bị đả kích, Trương Huyền an ủi. Tích lũy đủ. Nghe nói như thế, Trương Cửu Tiêu càng bị đả kích. Người khác tích lũy đều là 10 năm, 20 năm, 30 năm. Lấy 10 năm làm đơn vị, cái tên này lại là một ngày, hai ngày. Không cách nào so sánh được. Được rồi, hắn là thiên nhận danh sư. Dầu dĩ một hồi, sau đó liền thoải mái. Nếu thiên nhận danh sư cũng giống như hắn, dần dần từng bước, làm sao có thể được ông trời công nhận. Hai vị, hai người các ngươi ai tham gia thi đấu lôi đài? Đang cảm khái, một thanh niên bộ dáng quản gia đi tới. Ta, Trương Huyền gật đầu. Vậy thì tốt, hiện tại ta nói rõ quy tắc cùng yêu cầu của thi đấu lôi đài một chút, muốn tham gia, trước phải giao nộp 2 viên tinh nguyên thượng phẩm làm phí báo danh. Thời điểm tỉ thí, vũ khí, ám khí, nhất định phải do đấu trường cung cấp, không cho phép tự mình mang theo. Đây cũng là vì công bằng. Thanh niên giải thích. Trương Huyền gật đầu. Không cho phép mang theo vũ khí, trước đó hắn liền đoán được, nếu không, mang cái vũ khí lợi hại, căn bản không có cách nào chống lại, tới bao nhiêu chết bao nhiêu, cái gọi là cược mệnh, liền không còn ý nghĩa. Mặt khác, sau khi thắng liền năm chàng, sẽ có người bắt đầu phiên giao dịch, bởi vì dính dáng tiền đặt cược, trừ khi đánh gần chết hoặc tàn phế, nếu không không cho phép chủ động nhận thua, điểm ấy phải chuẩn bị tâm lý. Thanh niên tiếp tục nói. Gần chết hoặc tàn phế. Trương Huyền nhíu mày. Điểm ấy trước đó Trương Cửu Tiêu chưa nói. Vâng, bắt đầu đánh cược, dính dáng rất lớn, nếu như chiến thắng dễ dàng, hay cố ý nhận thua, là một xung kích lớn với uy tín của phường thị chúng ta. Cho nên một khi phát hiện chủ động nhận thua, hoặc cố ý nhận thua, sẽ nghiêm trị không tha. Thanh niên nói. Rõ ràng. Trương Huyền gật đầu. Mặc dù không quá đồng ý cái quy củ này, nhưng cũng biết, không chuẩn mực như vậy mà nói, người người đánh giả, cái lôi đài này liền không có ý nghĩa tiếp tục nữa. Khẳng định cũng không có khả năng dẫn tới vô số người điên cuồng đặt cược. Được rồi, chỉ như vậy, người muốn tỉ thí mà nói, hiện tại ta báo danh cho ngươi, không tỉ thí, mời đến khán đài. Nên nói đã nói hết, thanh niên dặn dò. Trương Huyền nhẹ gật đầu, lấy ra 2 viên linh thạch giao phí báo danh, sau đó đưa cả không gian giới chỉ cho Trương Cửu Tiêu. Giúp ta đặt cược, mỗi một lần đều cược hết, mua ta thắng. Được. Trương Cửu Tiêu gật đầu. Đối phương tới, chính là vì kiếm linh thạch, đặt cược như thế nào đương nhiên biết rất rõ ràng. Bàn giao xong, hắn được thanh niên đưa đến khán đài, Trương Huyền thì được dẫn tới phòng chuẩn bị. Ầm ầm. Đi ngang qua khán đài, Trương Huyền nhìn vào trong một cái, trên đài vừa vặn có người đang chiến đấu, chân khí sao động, phát ra nổ vang kịch liệt, vô số người hưng phấn gào thét, để cho người ta nhiệt huyết tăng vọt. Xé hắn, xé hắn. Từng tiếng gào thét vang lên. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào lôi đài, lập tức nhìn thấy một trung niên nhân mặc thiết giáp gào lên một tiếng, giơ lên một người khiêu chiến. Người trung niên này rất lớn, cao chừng 2 mét, giơ người khiêu chiến lên, như bắt một con gà. Tê lạp. Hắn gào lên một tiếng, xé đối thủ thành hai nửa, máu tươi rơi vãi đầy đất. Trương Huyền nhíu mày, nắm đấm căng thẳng. Cùng người chiến đấu qua vô số trận, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cuồng bạo như vậy, quả thực coi nhân mạng như trò đùa. Trước đó, nhìn thấy bán ra đủ loại thương phẩm, còn cảm giác nơi này không khác phường thị khác quá nhiều, nhìn thấy một màn này mới biết được, chợ đen là chợ đen. Mạng người ở đây không đáng tiền, trừ khi nắm giữ thực lực vượt qua những người khác. Nếu không sẽ chết ở trên đài. Khó trách Trương Cửu Tiêu chỉ chiến đấu 5 trận liền lui, lực trùng kích tâm lý thực sự quá lớn. Chương 2383, Hồng Dương 1. Thế nào, hiện tại rời khỏi còn kịp. Thanh niên thấy vẻ mặt của hắn thay đổi, cười nhạo một tiếng. Hắn gặp qua không ít công tử thế gia, trước khi đến lời thề son sắt, ngang ngược càn rỡ, nhưng chân chính nhìn thấy lôi đài tàn khốc, sẽ trực tiếp dọa mềm, đi đường cũng không được. Không cần. Trương Huyền lắc đầu. Hắn khiếp sợ, chỉ là nội bộ nhân tộc tranh đấu, mà không phải là máu tanh cùng sợ hãi. Thật muốn nói kinh khủng, ai có thể đáng sợ bằng dị linh tộc. Ăn thịt người, uống máu, mang theo sát lục chi khí. Có đôi khi ngay cả tộc nhân cũng không buông tha, loại người này, lần thứ nhất nhìn thấy liền có thể nói giết liền giết, làm sao lại sợ hãi một ít nhân loại chiến đấu. Không cần liền tốt, đi vào đi. Thấy vẻ mặt của hắn nhanh như vậy liền bình thường, thanh niên có chút ngoài ý muốn, không nói thêm lời. Dọc theo cầu thang đi xuống phía dưới,
thời gian không dài liền đi tới một gian phòng, trên vách tường bốn phía bày đầy đủ loại vũ khí, đều là thánh vực hạ phẩm, hơn nữa không có linh tính, rất dễ điều khiển cùng nắm giữ. Những binh khí này, người có thể tùy tiện chọn, một loại cũng được, 10 loại cũng được, bất quá làm hỏng phải bồi thường, đánh xong phải trả lại. Thanh niên tiện tay chỉ. Trương Huyền gật đầu, nhìn quanh một vòng, đi tới trước giá đao. Nơi này xếp chừng trên 100 loại đao, đơn đao, yêu đao, quỷ đầu đao, trường đao, đoản đao, phá phong đao, minh hồng đao, cửu hoàn đao, thanh long yển nguyệt đao. Lít nha lít nhít, để cho người ta hoa mắt. Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mỗi một thanh vũ khí, tiện tay cầm lấy một cái thoạt nhìn có chút nặng nề, vung vẩy mấy lần, lắc đầu, ngay sau đó đổi một cái, như thế liên tục, cuối cùng để xuống tất cả vũ khí. Được rồi, không cần. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền lắc đầu. Không dùng binh khí. Thanh niên có chút kỳ quái. Từng trải qua lôi đài tàn khốc, rất nhiều người đến đây tham gia thi đấu, đều hận không thể mang tất cả vũ khí đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tên này tùy tiện sờ lên, một cái cũng không chọn. Trái tim thật là quá lớn. Nếu như không chiến thắng được, vũ khí nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Trương Huyền gật đầu. Vậy tốt. Thanh niên không nói nữa, đẩy cửa phòng đi vào, chỉ thấy bên trong có mấy chục người đang khoanh chân tu luyện. Trên thân những người này đều mang mùi máu tanh, vừa nhìn liền biết, trên người có không ít nhân mạng. Người chờ ở đây, tới phiên mình, trực tiếp ra sân là được. Nói xong xoay người rời khỏi. Trương Huyền nhìn quanh một vòng. Gian phòng có khoảng mấy chục người, mặc dù tu luyện, lại thời khắc chú ý bốn phía, âm thầm cảnh giác, dường như chỉ cần có người tới trước mặt, liền sẽ động thủ hại người. Ngươi là người mới, trước kia chưa hề tham gia qua. Tìm địa phương ngồi xuống, một thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai. Quay đầu nhìn lại, là một thanh niên chừng 30 tuổi, trên mặt có vết đao, máu tươi âm u tĩnh mịch. Hẳn là vừa mới bị thương, còn chưa kịp khôi phục. Đám người bốn phía đều có chút lạnh lùng, đối phương lại chủ động tìm mình nói chuyện, để Trương Huyền có chút ngoài ý muốn. Ngươi có thể nhìn ra, tham gia qua lôi đài thi đấu, ánh mắt đều như sói, cực kỳ hung ác, nếu không đi lên chỉ có chết. Ngươi giống như một con cừu non, không nhìn ra được mới lạ. Thanh niên cười nhạo, sinh tử lôi đài, thực lực mạnh cố nhiên là một nhân tố, càng quan trọng hơn là hung ác. Hung ác với địch nhân, hung ác với mình. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho người ta sợ hãi, ra hỏa trước mắt này, ánh mắt ngây thơ, một bộ ngốc manh, vừa nhìn liền biết là công tử quý tộc chưa trải qua sự đời. Cừu non. Trương Huyền lắc đầu. Mình đi tới chỗ nào, đều huyên náo long trời lở đất, làm vô số danh sư đau đầu, trong mắt đối phương, thế mà chỉ là cừu non. Xem ra tính tình của mình quá tốt. Đương nhiên, không có tham gia tỉ thí. Không có trải qua máu tanh tẩy lễ, liền là cừu non. Nói thật cho ngươi biết, ta nhiều nhất liên tục chiến thắng 6 chàng, đáng tiếc. Vị thứ 7 quá mạnh, tiêu hao chân khí quá nhiều, nếu không hiện tại cũng có khả năng cầm được xưng hào thập chiến vương. Thanh niên kiêu ngạo nói. Lợi hại. Trương Huyền gật đầu, chân tâm thật ý. Loại thiên tài như Trương Cửu Tiêu, trận thứ 6 cũng không có tham gia, đối phương có thể liên tục chiến thắng 6 trận, đã rất lợi hại. Kẹt kẹt. Đang nói chuyện phiếm, chỉ thấy cửa phòng phía trước mở ra, ngay sau đó đám người cảm thấy một cỗ sát lục chi khí đập vào mặt, làm cho người ta áp bức nồng đậm. Là hắn. Trương Huyền nhướng mày. Không phải người khác, chính là gia hỏa vừa rồi đứng ở trên lôi đài, xé người thành mảnh nhỏ. Tên này dáng người cực cao, tựa như một cái tháp sắt, toàn thân mặc khôi giáp nặng nề, đỏ tươi như máu, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Gia hỏa này là tồn tại cường đại nhất chợ đen hiện nay, Hồng Dương. Thấy hắn không nhận ra, thanh niên nhẹ gật đầu, cực kỳ bội phục. Cũng được người coi là, Bách Chiến Vương. Bách Chiến Vương. Trương Huyền sững sờ. Chiến thắng 100 trận. Không phải chiến thắng 100 trận, mà là liên tục chiến thắng 10 vị thập chiến vương. Hơn nữa, gia hỏa khiêu chiến hắn, đều bị xé nát, chết không thể chết lại. Chương 2384, Hồng Dương 2. Thanh niên lộ ra vẻ sợ hãi. Thực lực vị trước mắt này, hắn rất bội phục, nhưng đối phương tàn bạo cũng làm hắn cực kỳ sợ hãi. Không chỉ hắn, những người khác thấy vị này đi ra, cũng cực kỳ cảnh giác. Cút! Đi tới vị trí góc tường, nhìn về phía hai thanh niên đang tu luyện, Hồng Dương mắng. Hai người kia thở mạnh cũng không dám, xoay người rời đi. Dầm!
Hồng Dương ngồi xuống, lấy ra một viên đan dược ném vào miệng, khí tức trên người tựa như sôi trào. Hắn ngồi xuống, đám người thở phào nhẹ nhõm, người xung quanh lặng lẽ lui về phía sau, để ra một mảnh trống lớn. Vậy mà cũng là nguyên thần cảnh hậu kỳ. Đối phương tu luyện, Trương Huyền liền nhìn ra tu vi. Cũng giống như mình, đều là nguyên thần cảnh hậu kỳ. Bất quá, cấp bậc giống nhau, sát lục chi khí trên người đối phương nặng nề mạnh mẽ, còn không có chiến đấu, liền cho người ta một loại cảm giác áp bức nồng đậm. Minh Lý chi nhãn vận chuyển, đang định nhìn thực lực của đối phương, đến cùng cao bao nhiêu, Hồng Dương liền ngẩng đầu lên, nhìn lại. Cảm ứng thật mạnh, ánh mắt hắn run lên. Không hổ là tồn tại liên tục chiến thắng 10 vị thập chiến vương, loại lực cảm ứng này, cường đại đến đáng sợ. Nhìn chăm chú, liền có thể từ trong nhiều người như vậy, nhận ra phương hướng, cũng xác định vị trí, loại giác quan thứ 6 này, muốn đánh lén chém giết hắn, có thể nói đã không có khả năng. Sống chết trước mắt, đối với người có tác dụng rèn luyện rất lớn, mặc dù đối phương là nguyên thần cảnh hậu kỳ, nhưng danh sư nửa bước xuất khiếu cảnh, chỉ sợ cũng chưa chắc có khả năng chống lại. Thậm chí, nhốt cùng chiến sư đồng cấp ở trong một cái lồng, sống sót cũng nhất định là hắn. Âm thầm gật đầu. Một người mạnh mẽ hay không, cũng không chỉ có thực lực, cảm ứng nguy hiểm cũng cực kỳ trọng yếu. Thật giống như lực lượng của trâu mạnh hơn sói rất nhiều, nhưng đặt ở trong một gian phòng, chết khẳng định là cái trước. Hồng Dương này như một con sói, thậm chí như một con mãnh hổ đói bụng, một khi gặp gỡ con mồi, sẽ lập tức phóng thích răng nanh sắc bén, để cho người ta khó mà ngăn cản. Mới tới, cút sang một bên, nơi này có địa phương ngươi ngồi sao? Đang âm thầm phỏng đoán, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Dương mắt nhìn lại, chính là một trong hai thanh niên mới vừa rồi bị Hồng Dương đuổi đi, không có chỗ ngồi, liền chút giận lên đầu mình. Nơi này có khắc tên của ngươi. Trương Huyền không có đứng dậy, thản nhiên nói. Hồng Dương nói một câu dọa đến không dám ngồi, nhìn thấy mình là nhân vật mới, liền xông lại. Điển hình lấn yếu sợ mạnh. Ồ, hiện tại nhân vật mới rất nghiêu bức a hát. Tiễn Húc, hình như ngươi không có lực uy hiếp gì a. Thấy gia hỏa mới tới không những bất động, còn đáp trả một câu, đám người vốn tu luyện, tất cả đều mở mắt, giống như trêu tức nói. Khắc tên của ta, hắc hắc, ngươi đã muốn, hiện tại ta liền để ngươi khắc lên. Thanh niên tên Tiễn Húc cũng không nghĩ tới một người mới, sẽ dám đối nghịch với hắn, híp mắt lại, nhếch miệng hừ một cái, lời còn chưa dứt. Lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã nhiều ra một cây chủy thủ, ghim tới cái trán của Trương Huyền. Tốc độ cực nhanh, không có chút do dự nào, thật giống như đâm không phải người, mà là một nhánh cây. Một khi bị đâm trúng, đầu tất nhiên nứt toác, tử vong tại chỗ. Một lời không hợp liền giết người. Trương Huyền có chút không vui. Nếu như là sinh tử đại thù, tàn nhẫn như vậy thì thôi, chỉ bởi vì mình không nhường chỗ, liền trực tiếp động thủ, xem mạng người như trò đùa. Không khỏi quá độc ác đi. Ngón tay nâng lên, nghênh đón tiếp lấy. Đinh. Gảy ở trên sống lưng của dao găm, thánh khí hạ phẩm bị cắt thành hai đoạn. Nguyên lai có chút thực lực, khó trách dám lớn lối như vậy. Một chỉ bắn đoạn vũ khí, Tiễn Húc sửng sốt một chút, sau đó đầu lưỡi liếm môi, lộ ra vẻ hưng phấn. Còn tưởng rằng là gã yếu, có thể tùy ý nắm bóp, hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy. Xì 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 xì. Cũng không thấy hắn có động tác dư thừa gì, chẳng biết lúc nào trong lòng bàn tay nhiều ra mấy cây chủy thủ, nhắm ba đường bay tới. Thượng lộ con mắt, trung lộ trái tim, hạ lộ nhắm về phía dưới đùi của Trương Huyền. Một chiêu này, vừa hung ác vừa nhanh, đổi lại nguyên thần cảnh hậu kỳ bình thường, dù là thiên tài như Trương Cửu Tiêu, chỉ sợ cũng rất khó né tránh, bị ám sát chết ngay tại chỗ. Lợi hại! Thấy đâm ra nhiều công kích như vậy, trước đó không có bất kỳ báo hiệu. Trương Huyền nhìn không được gật đầu. Không hổ là gia hỏa trải qua sinh tử, kỹ thuật giết người rất cao, tu luyện lô hỏa thuần thanh, ba đường thượng trung hạ, mặc kệ chặn nơi nào, cũng sẽ bị hai nơi khác công kích, vô cùng nguy hiểm. Bất quá đối với Trương Huyền, loại công kích này không có hiệu quả. Bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, ở giữa không trung vạch ra nửa vòng tròn, ba thanh dao găm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, không ngừng nhảy lên, giống như cá bị bắt sống. Ngươi để cho ta có hứng thú rất lớn. Thấy lần công kích thứ hai vẫn bị đối phương chặn lại, hơn nữa hời hợt như vậy, con mắt của Tiễn Húc hiện lên sát cơ, đang muốn động thủ, liền nghe trong đại sảnh có một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nguyên thần cảnh hậu kỳ Trương Huyền, bắt đầu thi đấu lôi đài, đối chiến đồng cấp Mạnh Phục Hưng. Đến ta,
không tiếp tục để ý đối phương, Trương Huyền đứng dậy, đi về phía lôi đài. Ha ha, chọc ta còn muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Thấy hắn muốn đi, bàn tay của Tiễn Húc lắc một cái, lại hai thanh dao găm thẳng tắp bắn tới giữa lưng Trương Huyền, tiếng gió rít gào, hàn khí đâm thẳng làn da. Chương 2385, thi đấu lôi đài thượng. 1. Là đoạt mệnh tam thức của Tiễn Húc. Hàng năm chết ở dưới chiêu này của hắn, không có 100 cũng có 80 a. Quá kinh khủng, tốc độ vừa nhanh vừa độc, căn bản không ngăn cản nổi, đồng cấp có thể nói vô địch. Người mới này, chết chắc. Nhìn thấy hai thanh dao găm đâm nhanh tới, vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc. Thực lực của Tiễn Húc, mặc dù kém Bách Chiến Vương Hồng Dương xa tít tắp, nhưng ở toàn bộ chợ đen, là tên tuổi lẫy lừng. Nhất là dao găm trên người lấy mãi không hết, cùng đoạt mệnh tam thức lợi hại nhất, bởi vậy đối thủ bị giết nhiều vô số kể. Người mới tới này, không biết trời cao đất rộng, ở trước mặt khiêu khích, dẫn tới hắn dùng sát chiêu, cơ bản liền phán quyết tử hình. Đồng loạt nhìn về phía thanh niên, chỉ thấy đầu hắn cũng không xoay, không biết sau lưng có dao găm, thanh niên nói chuyện có chút nóng nảy, đang muốn nhắc nhở một câu, trước mắt trở nên hoảng hốt, hình như giày trên chân đối phương hơi nhúc nhích, đánh vào trên dao găm. Không biết là nhìn lầm hay thật có động tác này, còn chưa có xác định, chỉ thấy dao găm gào thét bay ngược về, tốc độ nhanh hơn gấp bội. Cái gì? Sắc mặt Tiễn Húc tái xanh, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe hai tiếng phốc phốc, dao găm liền đâm thủng hai cổ tay của hắn. Hô! Lực trùng kích to lớn mang theo hắn bay ra ngoài, thẳng tắp đóng ở trên vách tường sau lưng, như một cái thánh giá, vô luận giãy giụa như thế nào cũng không tránh thoát. Cái này! Giày tùy tiện va chạm. Không chỉ phá giải đoạt mệnh tam thức của Tiễn Húc, còn đóng hắn ở trên tường. Thực lực mạnh như thế nào? Người mới này không đơn giản, chẳng lẽ lại muốn xuất hiện một vị thập chiến vương mới? Không biết, bất quá loại thực lực này, liên tục thắng 7-8 trận cũng không có vấn đề. Nhìn thấy Tiễn Húc bị treo ở trên tường, không ngừng kêu thảm, mọi người đều âm thầm cảnh giác. Dù không nhìn ra thực lực của Trương Huyền này cao bao nhiêu, nhưng có thể hời hợt đóng Tiễn Húc ở trên tường như vậy. Lực lượng mạnh mẽ không thể khinh thường. Làm không cẩn thận, sẽ trở thành thập chiến vương mới. Có ý tứ. Hồng Dương nhìn một cái, sau đó nhắm mắt lại. Vừa rồi thủ đoạn kia, thoạt nhìn kinh diễm, nhưng đối với hắn mà nói, không tính là gì. Một quyền đánh không chết, cùng lắm là đánh thêm một quyền. Lôi đài không lớn, bốn phía sắp đặt trận pháp đặc biệt, như là chiếc lồng sắt, một khi tiến vào bên trong, muốn chạy trốn cũng làm không được. Ký giấy sinh tử đi. Còn chưa tới trước mặt, chỉ thấy trước lôi đài có một trung niên nhân phụ trách tỉ thí, đưa qua một tờ khế ước. Cúi đầu nhìn qua, một giọt máu tươi bay tới, lập tức nghe được bốn phía vang lên vô số tiếng gào thét như sấm sét. Ngẩng đầu nhìn lại, trên lôi đài, nam có nữ có, già có trẻ có, chừng 500-600 người, mỗi một cái con mắt đỏ thẫm, hưng phấn khó mà kiềm chế. Quan sát chiến đấu sinh tử, có khả năng hưởng thụ loại kích thích này. Càng quan trọng hơn là, có thể ở trong chiến đấu thời khắc sống còn, thu hoạch được không ít kinh nghiệm. Rất nhanh thì rõ ràng ý nghĩ của bọn hắn. Sinh tử chiến, không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy, đối với tu luyện giả có kích thích rất lớn, có khả năng học được không ít thứ. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất để chợ đen hưng thịnh. Nhấc chân đi vào lôi đài, phía trên đã đứng một thanh niên, hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt cao ngạo cùng lạnh lùng. Dường như trận đấu này chỉ là sân khấu đi ngang qua. Hẳn là Mạnh Phục Hưng mà vừa rồi nói. Được rồi, sớm chút kết thúc, nhanh kiếm được linh thạch, thời gian không đợi người a. Tính toán thời gian một chút, cách đấu giá hội bắt đầu không bao lâu, cũng lười rong dài, Trương Huyền duỗi lưng một cái, không có nói nhảm, chắp tay nói. Đắc tội. Hô. Một cái chớp mắt, người liền xuất hiện ở trước mặt thanh niên, bàn tay bỗng nhiên bắt tới. Chiêu này uy lực không tính quá mạnh, lại trong nháy mắt bao phủ bốn phía, như một lưới đánh cá to lớn, vô luận chạy trốn như thế nào cũng không được. Ngươi, ta không. Không nghĩ tới đối phương chào xong, liền trực tiếp ra tay, Mạnh Phục Hưng kinh ngạc, thân thể nhoáng một cái muốn tránh né, lại phát hiện giống như lâm vào đầm lầy. Đùng. Bàn tay của Trương Huyền đi tới trước mặt, vang giòn một tiếng, thanh niên còn chưa kịp nói chuyện, liền bị đập ngã trên mặt đất, mắt tối sầm lại. Hôn mê bất tỉnh. Trước khi lên đài liền được thông báo, không thể nương tay, vậy liền đánh đối thủ ngất xỉu. Choáng, không có năng lực phản kháng, đương nhiên sẽ bị phán thua. Trận đầu xem như chiến thắng a.
Chờ nửa ngày, thấy không có người đọc thành tích, Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, nâng đầu lên. Vẫn không một người nói chuyện. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy đám người xem náo nhiệt chẳng những không có hoan hô, ngược lại từng cái giống như gặp quỷ. Trương Cửu Tiêu cũng ở trong mọi người, che chán, không ngừng hô hào cái gì đó, chỉ bất quá bởi vì có trận pháp ngăn trở, một câu cũng không nghe thấy. Làm sao vậy? Thấy phản ứng của mọi người không giống dự liệu, Trương Huyền có chút kỳ quái, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy trận pháp của lôi đài mở ra, lại một thanh niên đi đến, nhìn Mạnh Phục Hưng nằm dưới đất, con mắt trợn tròn. Ngươi là đối thủ thứ hai của ta. Thập chiến vương cần liên tục đối chiến 10 vị, mới vừa đập bay một cái, lại tới một cái, nói rõ đây đã là đối thủ thứ hai. Ta là Mạnh Phục Hưng. Ngươi là Mạnh Phục Hưng. Vậy cái này, Trương Huyền ngẩn ngơ. Cái tên này là người thứ nhất tỉ thí với mình, vậy. Mới vừa bị đánh ngất xỉu là ai? Trọng tài. Khóe miệng của Mạnh Phục Hưng co giật. Chương 2386, thi đấu lôi đài thượng. 2. Trương Huyền nheo mắt. Trận đấu này, còn có trọng tài. Người mới, cuộc tranh tài nào mà không có trọng tài chứ? Mạnh Phục Hưng nói. Thân thể Trương Huyền lay động. Cái này gọi là chuyện gì? Trọng tài người ta bình thường đều đứng ở dưới đài, gia hỏa này tuổi không lớn lắm, lại đứng ở trên đài, mình làm sao đoán được. Đối thủ còn không có gặp, một tay quất choáng trọng tài. Ta sẽ không bị, hủy bỏ tư cách chứ. Rốt cuộc biết Trương Cửu Tiêu hô cái gì, Trương Huyền im lặng. Thật vất vả muốn tiên hạ thủ vi cường, lần này được rồi, đánh trọng tài thành như thế, sẽ không bởi vậy bị hủy bỏ tư cách, không có cách nào tiếp tục tỉ thí chứ. Hẳn là sẽ không. Nơi này không có quy tắc như vậy. Mạnh Phục Hưng nhẹ gật đầu, từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Chúng ta bắt đầu đi. Chợ đen vốn không có quy tắc, đánh trọng tài ngất xỉu, ở địa phương khác là không hợp quy củ, nhưng ở nơi này, hẳn là ảnh hưởng không lớn. Phần phật. Thanh âm kết thúc, Mạnh Phục Hưng hét dài một tiếng, thẳng tắp lao đến. Người ở trên không trung, thủ ảnh liên tục, thời gian nháy mắt hoa sen nở rộ. Võ kỹ thánh vực trung phẩm. Diệp Liên Thiên Phật Thủ. Không thể không nói, thực lực của Mạnh Phục Hưng này không yếu, coi như không bằng Tiễn Húc, nhưng cũng không kém nhiều, vừa ra tay liền bao vây không khí bốn phía, khí lưu lăn mình, tùy thời có thể nổ tung. Tới tốt lắm. Thấy đối thủ thứ nhất đã lợi hại như vậy, có vẻ còn mạnh hơn trọng tài, năm ngón tay của Trương Huyền mở ra, lần nữa bắt đến. Dầm. Chiêu số giống vừa rồi như đúc, đổ ập xuống, như bầu trời sụp đổ, không thể tránh né. Chiêu này của hắn không phải võ kỹ, cũng không phải công pháp tuyệt thế gì, mà là nắm bắt đơn giản nhất. Nhưng mà chẳng biết tại sao, bàn tay hạ xuống, liền cho người ta một loại ảo giác khó mà tránh né. Đùng! Bàn tay cùng bàn tay đối đầu, sắc mặt của Mạnh Phục Hưng trắng nhợt, lùi về phía sau mấy bước, thân thể nhoáng một cái, nằm liệt trên mặt đất, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Thật mạnh! Đây là chiêu số gì? Đoán chừng là trưởng công. Bất quá có thể một trưởng vỗ choáng Mạnh Phục Hưng, nói rõ ít nhất có thể thắng được 5 người. Cái này không nhất định, tuyệt chiêu uy lực càng lớn, hao tổn chân khí sẽ càng lớn, chiêu này rất lợi hại, ngộ nhỡ tiêu hao quá nhiều chân khí, có thể chống đến trận thứ 5 hay không còn khó nói. Dưới đài xôn xao, Trương Huyền này, dù có chút lỗ mãng, vừa lên liền quất choáng trọng tài, nhưng thực lực rất mạnh. Bất quá có thực lực vô dụng, còn phải chịu đựng giỏi mới được. Hàng năm, tới tranh đoạt thập chiến vương nhiều vô số kể, nhưng có khả năng thông qua và thành công, số lượng không tính quá nhiều. Tại hạ Đàm Thế Hữu, xin chỉ giáo. Đập choáng Mạnh Phục Hưng, thời gian không dài lại tới một thanh niên. Thực lực của người này hơi mạnh hơn một chút, vẫn như cũ không phải là đối thủ, một chiêu qua đi, đồng dạng nằm ở trên mặt đất. Liên tục 5 người, đều là một tay kết thúc, Trương Huyền lộ ra vẻ mệt mỏi, trên đầu xuất hiện mồ hôi, cánh tay không ngừng run rẩy. Đã tiến hành 5 trận, có muốn tiếp tục khiêu chiến hay không? Người thứ 5 bị đánh bại, một thanh âm vang lên. Dưới tình huống bình thường, 5 trận là cực hạn, đằng sau dính dáng tiền đặt cược, tham dự tỉ thí, vô luận tu vi hay thực lực đều sẽ gia tăng thật lớn. Tiếp tục, Trương Huyền gật đầu. Mục đích tới là kiếm tiền, hiện tại ngay cả tiền đặt cược cũng không có đặt, đương nhiên không có khả năng rời khỏi. Tốt, cao thủ cùng ngươi tiến hành trận thứ 6. Là Khuê Thanh, đã từng khiêu chiến qua 5 trận, hơn nữa chiến thắng. Thấy hắn đáp ứng, thanh âm kia nói. 5 trận đầu,
không dính dáng tiền đặt cược, cơ bản đều là nhân vật mới đối chiến, từ trận thứ 6 bắt đầu, đều là người trải qua chiến đấu ra sân. Tình huống bình thường, người từng có chiến tích thắng 6 trận chiến 6 trận, chiến tích 7 trận đối 7 trận. Cứ thế mà suy ra. Bởi vậy, hắn đối chiến Khuê Thanh, trên thực tế trước đó liền tham gia qua thi đấu, hơn nữa thu được liên tục 5 trận thắng lợi. Hô! Quy tắc chạy ở trong óc, Trương Huyền dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đi tới. Rõ ràng khác biệt mấy vị trước, trên người mang theo sát lục chi khí nồng đậm, hiển nhiên trên tay có nhân mạng, sức chiến đấu không thể khinh thường. Ta xem qua người thi đấu, cùng người chiến đấu, đều chỉ dùng một chiêu, thực lực không tệ. Khuê Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt hơi híp. Bất quá, vừa rồi dùng chiêu kia, chân khí tiêu hao rất lớn a. Ta muốn nhìn, người còn có thể kiên trì sử dụng mấy lần. Phần phật, cổ tay rung lên, một chuôi trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay, thẳng tắp đâm tới. Không hổ là kẻ già đời, thế mà đang lúc nói chuyện trực tiếp đánh lén. Còn không kịp phản ứng, mũi thương liền đi tới trước mắt. Chơi thương với ta. Thấy động tác của hắn, Trương Huyền lắc đầu, cực kỳ bất đắc dĩ. Ta mới là lão tổ tông. Chương 2387, thi đấu lôi đài hạ. 1. Nói xong, cũng không lấy vũ khí, ngón tay chỉ tới. Địa phương bàn tay rơi, thoạt nhìn sẽ bị mũi thương đâm thủng, nhưng chẳng biết tại sao, thân thương còn chưa tới trước mặt, liền giảm thấp xuống một chút, giống như cố ý nhường. Phần phật, bị bàn tay bắt, nhẹ nhàng lắc một cái. Một cỗ lực lượng khổng lồ dọc theo thân thương vọt qua. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Khuê Thanh hơi đỏ mặt, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Ngươi có thể nhìn thấu chiêu số của ta. Trong mắt cực kỳ khó tin. Vừa rồi đương nhiên không phải nhường, mà là tiến công bình thường, chỉ là đối phương trước thời hạn dự đoán được tuyệt chiêu của hắn, lúc này mới có thể liệu địch tiên cơ, tay không liền để hắn chịu thiệt. Ta nói thương pháp, ta là lão tổ tông, dùng thương ở trước mặt ta, còn non lắm. Thân thể nhoáng một cái, đi tới trước mặt, bàn tay nâng lên vỗ xuống. Dầm. Lực lượng lật úp, như lưu tinh rơi xuống đất. Khuê Thanh vội vàng lui về phía sau. Vốn cho rằng đối phương liên tục chiến đấu 5 trận, tình trạng đã kiệt sức, không cách nào thi triển chiêu này, phối hợp trường thương có khả năng dễ dàng chiến thắng, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Hắn không chỉ lý giải thương pháp nhiều như vậy, còn có khả năng thi triển chiêu này. Bàn tay nâng lên, muốn chặn lại lực lượng vọt tới, trên thân lần nữa chấn động, trường thương rời tay bay đi, một bàn tay đã đi tới trên mặt. Lạch cạch, Khuê Thanh té ngã trên đất, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Trận thứ 7, Trương Huyền đối chiến Quan Vĩnh Phong. Ngay sau đó một bóng người đi tới, không phải người khác, chính là thanh niên vừa rồi coi hắn là cừu non kia. Còn tưởng rằng là cừu non, không nghĩ tới là sói. Quan Vĩnh Phong đi tới trước mặt, không khỏi cười khổ. Đối phương vừa đến, vẻ mặt ngây thơ, còn tưởng rằng cái gì cũng không biết, vào sân tất nhiên chịu thiệt, nằm mơ cũng không nghĩ tới mạnh như vậy, Tiễn Húc cũng không phải đối thủ. Bất quá, muốn ta không chiến liền nhận thua là không được, tới đi. Phần phật, lòng bàn tay nhiều ra một thanh trường đao, chân khí cổn động, bổ tới. Đối với người này có chút hảo cảm, Trương Huyền cũng không hạ nặng tay, hai chiêu qua đi, đánh đối phương ngất xỉu. Bên này tiến vào trận thứ 6, Trương Cửu Tiêu ở trên đài cũng bắt đầu đặt cược. Bởi vì là nhân vật mới, dù vừa lên liền đánh trọng tài ngất xỉu, nhưng mọi người vẫn không yên lòng thực lực của Trương Huyền. Trận thứ 6 người mua Khuê Thanh tương đối nhiều, lần thứ nhất 111 viên linh thạch, biến thành 222 viên. Biết thực lực của Trương Huyền, tỷ lệ cược liền nhỏ hơn không ít, có điều trận thứ 7 Trương Cửu Tiêu áp lên cả gốc lẫn lãi, sau khi kết thúc hắn, tổng tài sản đạt đến hơn 300 viên. Quả nhiên kiếm tiền. Nhìn thấy từng đống linh thạch, Trương Cửu Tiêu nhịn không được cảm khái. Mặc dù là người Trương gia, nhưng thân là bàng chi, một tháng cũng không có nhiều bổng lộc. Tinh nguyên thượng phẩm đối với hắn cũng có tác dụng rất lớn, bình thường một tháng cũng không đến 1-2 viên, lúc này mới qua không đến 20 phút, liền từ hơn 100 viên tăng gấp 3 lần, thật đáng sợ. Tiếp tục, biết ý tứ của Trương Sư, cũng không do dự, 300 viên linh thạch, tất cả đều mua Trương Huyền thắng. Đối thủ trận thứ 8 là một thanh niên hơn 30 tuổi, hai cánh tay trời sinh thô to, lúc này Trương Huyền liên tục chiến đấu, hình như lực lượng tiêu hao rất lợi hại. Bởi vậy tỷ lệ đặt cược lần nữa tăng thêm. Liên tục chiến đấu hơn 30 chiêu, miễn cưỡng chiến thắng. Linh thạch trong tay Trương Cửu Tiêu,
từ 300 viên biến thành 720 viên. Trước đó đều là một chiêu bại địch, bây giờ lại đánh hơn 30 chiêu, đám người trên đài tựa hồ cũng đoán được người mới này tới cực hạn. Giả bộ thật giống. Trương Cửu Tiêu cười lắc đầu, con mắt tỏa ánh sáng. Loại thi đấu lôi đài này, phải cho người dáng vẻ không cách nào vượt qua, mới có thể thu hút càng nhiều người đặt cược, tất cả đều là một chiêu nghiền ép, không có bất kỳ lo lắng gì, biết rõ tất thua, còn có ai bằng lòng dùng tiền. Đặt cược ở đây, mặc dù đều là công tử thế gia, từng cái tài lực hùng hậu, lại không phải người ngu, nhất định là sau khi có nắm chắc mới dám đặt cửa. Nguyên nhân chính là như vậy, Trương Sư càng đánh càng mỏi mệt, khẳng định là giả vờ, mục đích là kiếm nhiều một chút. Nhìn thấy người mới tới đi đường cũng có chút lung lay, mua hắn chiến thắng càng ngày càng ít, tất cả đều đổ về phía một vị khác. Đối thủ trận thứ 9 là một vị trung niên. Đã từng liên tục chiến đấu 8 trận, trận thứ 9 thất bại. Nguyên nhân không phải thực lực không đủ, nghe nói vì thả lỏng, rượu chè be bét, móc sạch thân thể. Ngày thứ 2 thời điểm tham gia trận đấu, chân còn run rẩy. Loại tình huống này cũng có thể thắng liên tiếp 8 trận, thực lực có thể tưởng tượng được. Lần chiến đấu này, hẳn là không có đi thanh lâu nữa, dùng khỏe ứng mệt, lực lượng sung mãn, vừa ra tay liền lực lượng bất phàm, dẫn tới trên đài không ngừng thét lên. Trái lại, Trương Huyền có chút phù phiếm, dường như không kiên trì nổi. Nhìn thấy cảnh này, tỷ lệ đặt cược Trương Huyền chiến thắng lần nữa đột phá cực hạn. Bất quá, mặc dù thực lực của trung niên nhân hung mãnh, lực công kích cường hãn, nhưng nhân vật mới kia lại giống như tiểu cường đánh không chết, rõ ràng bề ngoài bất cứ lúc nào cũng sẽ nằm trên mặt đất, trực tiếp bỏ mình, lại không biết vì cái gì vẫn có thể kiên trì. Một hồi lực lượng đối đầu, liên tục chiến đấu hơn 100 chiêu. Trương Sư cực kỳ mỏi mệt, không biết làm sao khuỷu tay đụng phải cái ót của trung niên nhân, ngoài ý muốn đánh hắn ngất xỉu, lần nữa thu được thắng lợi. Lúc này, linh thạch cũng đã hơn 1.800 viên. Như vậy cũng có thể chiến thắng, vận may thật tốt, lại thắng một trận, sẽ sinh ra một vị thập chiến vương mới. Chương 2388, thi đấu lôi đài hạ. 2. Đúng vậy, có điều trận vừa rồi kia, hao tổn quá lớn. Ta cảm thấy Trương Huyền này sẽ không cách nào thông qua được. Trận thứ 8 ta cũng nghĩ như thế, nhưng trận thứ 9 vẫn tiếp tục kiên trì, gia hỏa này, có lực ý chí mà người khác khó có thể tưởng tượng, ta cảm thấy có khả năng trở thành thập chiến vương mới. Ta mua hắn chiến thắng. Rất nhanh, trận thứ 10 bắt đầu, trước đó Trương Huyền biểu hiện, để đám người sinh ra lòng tin, tỷ lệ đặt cược hạ thấp. Tất cả linh thạch chút vào, kết quả đi ra, chỉ biến thành hơn 2.200 viên. So với trước đó gấp bội thì kém không ít. Đương nhiên, trận tỷ thí thứ 10 càng thêm gian khổ, hai bên đại chiến hơn 300 chiêu, Trương Huyền vẫn một bộ nửa chết nửa sống, nhưng không ngã. Cuối cùng phương thức chiến thắng càng làm cho người không thể tưởng tượng, người thứ 10 lại ở thời điểm tiến công, tốc độ quá nhanh, đầu đụng vào mặt đất, đụng choáng. Có thể tham gia trận thứ 9, cơ bản đã có chiến tích thắng liền 9 trận. Loại người này đi đến bất kỳ địa phương nào, đều là cường giả tên tuổi lẫy lừng, vậy mà đầu đụng choáng, Trương Cửu Tiêu cảm thấy mình cũng nhìn không được. Đại ca, có thể lại giả một chút hay không? Ngươi tưởng tất cả mọi người là kẻ ngu sao? Bất quá, đây đã là trận thứ 10, nói cách khác, tranh đoạt thập chiến vương đã kết thúc. Chúc mừng Trương Huyền, trở thành thập chiến vương mới. Hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất, tiếp tục khiêu chiến, thứ hai, sau khi nghỉ ngơi tái chiến, đồng dạng có thể tranh đoạt bách chiến vương. Ý kiến của ta là nghỉ ngơi một chút, như vậy có nắm chắc hơn. Thanh âm tiếp tục vang lên. Thập chiến vương là điểm phân định, sau khi thành công, liền có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, về sau lại đến chiến đấu, đồng dạng có thể xung kích cao hơn. Vị trước mắt này, đã mệt thành như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu, tốt nhất là lựa chọn nghỉ ngơi. Ta tiếp tục. Nghe đối phương khuyên can, ánh mắt cực kỳ mệt mỏi dơ lên một chút, Trương Huyền lắc đầu. Nói đùa. Lúc này lại đi xuống. Đã tới một lần, không kiếm bồn đầy bát tràn, cứ như thế trở về, không phải có lỗi với mình sao? Dù sao đối phương kiếm tiền bằng thủ đoạn độc ác, xài như thế nào cũng không lỗ. Tiếp tục, tình trạng cơ thể của ngươi bây giờ, ta sợ không chịu nổi. Thanh âm nói, mỗi một thập chiến vương, đều là cây dụng tiền của chợ đen, tên này vừa mới đạt tới, liền muốn tiếp tục, thật chết ở trên đài, lại muốn kiếm tiền sẽ khó khăn. Ta nghĩ, ta còn có thể kiên trì một hồi. Trương Huyền uể oải. Được, hiện tại ta nói phương pháp đối diện bách chiến vương cho ngươi. Liên tục chiến thắng 10 vị thập chiến vương,
liền có thể thành công, người thứ nhất người đối mặt là. Thanh âm còn không có kết thúc, một thanh âm nhàn nhạt vang vọng toàn bộ lôi đài. Ta so với hắn, chỉ cần có thể đánh bại ta, liền là bách chiến vương mới. Như thanh đồng va chạm, cho người ta cảm giác đâm vào trong tai, mọi người soạt soạt nhìn lại, chỉ thấy một bóng người cao lớn từ bên trong đi ra. Là Hồng Dương. Hồng Dương muốn chiến đấu, cũng hứa hẹn bách chiến vương. Từ trước tới nay đều là Hồng Dương khiêu chiến người khác, lần này làm sao chủ động xuất thủ. Hắn bách chiến bách thắng, không có người có thể là đối thủ. Thật muốn ra tay, tên này khẳng định xong. Đây là tất nhiên, bất quá, ta cảm thấy tên này chỉ cần đầu óc không bệnh, hẳn là sẽ không đáp ứng. Nhìn thấy bóng người đi ra, trên đài lập tức xôn xao. Nói chuyện không phải người khác, chính là bách chiến vương Hồng Dương quát khẽ một tiếng, liền để Tiễn Húc run lẩy bẩy kia. Lúc này trên người Hồng Dương không có chút mỏi mệt, ngược lại hai mắt ửng hồng, tựa như một máy móc giết người. Như thế nào, có dám hay không? Hắn cười lạnh nhìn về phía Trương Huyền. Cái này, Trương Huyền chần chừ, cực kỳ dầu dĩ. Ha ha, mặc dù ngươi giả mỏi mệt rất giống, nhưng cường giả chết ở trong tay ta không biết bao nhiêu, nên có thể thấy được, ngươi là đang ngụy trang. Liên tục chiến thắng 10 đối thủ, còn có thể có tâm tư che giấu. Thực lực đưa tới hứng thú của ta. Hồng Dương cười một tiếng. Ngươi nói đùa. Vẻ mặt tái xanh, Trương Huyền suýt chút nữa mắng ra tiếng. Vốn còn muốn giả yếu, tiếp tục chiến đấu với thập chiến vương, kiếm nhiều chút tiền đặt cược, không nghĩ tới bị tên này nhìn ra. Ngụy trang, cái tên này ngụy trang. Ta nhìn không giống A Hát. Vừa rồi tùy lúc sẽ ngã sấp xuống, kết quả thắng liên tiếp nhiều trận như vậy, vẫn không có việc gì, quả thực đáng giá hoài nghi. Thật con mẹ nó hỗn đản, tiền của lão tử, đều mua hắn thua, náo loạn nửa ngày, lại là giả bộ. Nghe được Hồng Dương nói, đám người tức đến cái mũi xì khói. Nhất là người mới vừa rồi bị hắn mê hoặc, cược thua, tức giận đến sắp nổ tung. Cho dù muốn động thủ với ta, cũng không thể vu cáo hãm hại a. Liên tục chiến thắng 10 người, lực lượng hao tổn bao lớn, chỉ cần là tu luyện giả đều biết. Trương Huyền uể oải ngẩng đầu. Không nói những người khác, đổi lại là ngươi, ngươi cảm thấy mình thắng liên tiếp 10 người, còn có khí lực ngụy trang. Có. Hồng Dương gật đầu. Trương Huyền. Chương 2389, ta không kiên trì nổi. 1. Trước đó đám người bị Trương Huyền đánh ngất xỉu, từng cái kìm nén đến sắc mặt đỏ lên. Dù sức chiến đấu của bọn họ không bằng thập chiến vương, nhưng cũng là nhân vật kinh nghiệm xa trường, chiến lực vô song. Liên tục chiến thắng 10 trận, còn có tâm tư ngụy trang, thừa nhận bằng phẳng như vậy, có thể chừa cho bọn họ chút mặt mũi được không? Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, lấy thực lực của Hồng Dương, đừng nói liên tục chiến đấu 10 người, coi như 20, khẳng định cũng sẽ không quá mệt mỏi. Chẳng lẽ gia hỏa chiến đấu với bọn hắn lâu như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống, cũng có loại thực lực này. Đám người đồng loạt nhìn về phía Trương Huyền, muốn từ trên mặt đối phương nhìn xem Hồng Dương nói, có phải chính xác hay không, lại thấy ánh mắt đối phương trống rỗng, thân thể run rẩy, vẫn một bộ như muốn té xỉu. Ta không có loại năng lực này. Trương Huyền lắc đầu, uể oải. Hiện tại ta đã không kiên trì nổi, không có cách nào chiến đấu với ngươi. Sinh tử lôi đài của chợ đen này, kiêng kỵ nhất là dở trò dối trá, hắn cũng không muốn gây phiền toái. Cái này không thể tùy theo ngươi. Hồng Dương ta muốn chiến đấu với ai, còn không người có khả năng ngăn cản. Trong mắt của Hồng Dương hơi híp, tiến về phía trước một bước. Ầm ầm, toàn bộ lôi đài bị chân khí rót đầy, lực lượng hùng hồn áp bức tới, cho người ta một loại cảm giác không chiến thì đừng nghĩ rời khỏi. Ngươi khinh người quá đáng. Trương Huyền nâng đầu lên, trong mắt cực kỳ phẫn uất. Khinh người. Hồng Dương lắc đầu. Động thủ đi, ngươi không dùng toàn lực, ta có thể bảo đảm ngươi sẽ chết ở đây. Nhẹ nhàng cười một tiếng, chân khí ở trong lòng bàn tay lưu chuyển, tựa như lúc nào cũng sẽ cho ra công kích mạnh nhất, để cho người ta không chống đỡ được. Hồng Dương khăng khăng muốn chiến đấu, hai người chiến một trận là tránh không được, các ngươi đoán ai có thể thắng. Còn cần nghĩ sao, ta cược Hồng Dương. Ta cũng cược Hồng Dương, mỗi lần hắn chiến đấu, đều cực kỳ tàn bạo, xé nát người, lần này, ta đoán tên kia sẽ bị xé thành 4 mảnh. Ta cảm thấy là 6 mảnh. Mặc kệ mấy mảnh, dù sao cũng chết chắc. Nghe được Hồng Dương nói, đám khán giả đều kích động đến vẻ mặt đỏ lên. Đánh cược. Thấy mọi người cực kỳ hưng phấn,
Trương Cửu Tiêu cũng hưng phấn siết chặt nắm đấm. Mấy trận trước, tỷ lệ đặt cược đều không kém nhiều, nhiều nhất vượt lên gấp đôi, Hồng Dương này hung mãnh như vậy, tỷ lệ bồi khẳng định rất lớn. Đi tới trước mặt người đặt cược, quả nhiên thấy tỷ lệ bồi Trương Huyền chiến thắng, đạt đến gấp 10 lần. Nói cách khác, hầu như tất cả mọi người đều mua Hồng Dương chiến thắng, căn bản không có người tin tưởng gia hỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu kia có khả năng thắng được. Kiếm lợi lớn. Con mắt tỏa ánh sáng, Trương Cửu Tiêu đưa tới không gian giới chỉ trong tay. Ta cược 1.800 tinh nguyên thượng phẩm, mua Trương Huyền chiến thắng. Mua Trương Huyền. Người phụ trách bắt nhìn thấy gia hỏa kia còn mua cái tên này, lắc đầu, cũng không nhiều lời, làm xong thủ tục. Không có người cược, bọn họ làm sao kiếm tiền, có thể đoán được, 1.800 linh thạch của tên này, nhất định phải thua. Khán đài đặt cược, mua đến hừng hực khí thế. Trên đài, Hồng Dương nhìn về phía thanh niên trước mắt. Động thủ đi. Thôi được rồi, ta không phải là đối thủ của ngươi. Trương Huyền lắc đầu. Không phụ thuộc vào ngươi nữa rồi. Thấy hắn vẫn cự tuyệt, lười tiếp tục nói nhảm, Hồng Dương cười lạnh một tiếng. Phần phật. Thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở trước mắt, nắm đấm to lớn nổ vang, nghiền ép mà tới. Thân thể hắn rất lớn, Trương Huyền ở trước mặt giống như hài đồng, dưới một quyền tiếng gió rít gào, mang theo tiếng sấm xé rách không khí, xem ra chỉ cần bị đánh trúng, sẽ lập tức bị đập thành bánh thịt. Thấy đối phương nói động thủ liền động thủ, Trương Huyền cực kỳ bất đắc dĩ. Không hổ là gia hỏa nhiều lần kinh nghiệm sinh tử, giác quan thứ 6 thật mạnh. Mình ngụy trang rất giống. Bốn phía không người nhìn ra, hắn không buông tha, rất hiển nhiên thực lực chân chính tuyệt không phải đơn giản như vậy. Được rồi. Cảm nhận được lực quyền nghiền ép tới, hùng hồn mạnh mẽ, xem như là hắn, không ngăn cản mà nói, làm không cẩn thận cũng sẽ bị đánh chết tại chỗ, Trương Huyền cực kỳ bất đắc dĩ, rời qua bên cạnh một bước. Dầm. Một bước không lớn, lại vừa vặn tránh né công kích của đối phương. A. À, lực quyền chưa dứt. Nắm đấm của Hồng Dương biến thành quét ngang truy tới. Biến chiêu thật nhanh. Trương Huyền giật mình. Đổi lại người khác, mình sử dụng cảnh giới nhập vi tránh né, tất nhiên sẽ trực tiếp rơi vào khoảng không, lại khó đuổi kịp. Tên này ngược lại tốt, tạm thời biến chiêu, không có bất kỳ trúc trắc, giống như trước đó đã chuẩn bị xong, phản ứng cùng ý thức chiến đấu này, so với hình đường chủ cũng không kém bao nhiêu. Đoán chừng, đã bằng 1/3 của ta. Lợi hại. Tính toán một chút. Trương Huyền cực kỳ kinh hãi. Một lôi đài ở chợ đen, đuổi kịp 1/3 tốc độ phản ứng cùng ứng biến của hắn, đã cực kỳ đáng sợ. Biết không kịp trốn tránh, bỗng nhiên phun ra một hơi, ngực Trương Huyền ép xuống, cả người như một tờ giấy mỏng. Chương 2390, ta không kiên trì nổi. 2. Chiêu này cũng không phải học từ phân thân, mà là một loại võ kỹ đặc thù, dùng để tránh né cận thân công kích. Người bình thường, thở ra một hơi. Ngực cũng có thể ép xuống mấy inch, huống chi tu luyện giả. Đây là chân khí trước ngực ở trong thời gian nháy mắt thu vào ổ bụng, nhờ vào lực lượng áp suất, để ngực trũng xuống, độ dày nhiều nhất chỉ bằng một quyền. Cao thủ so chiêu gần trong gang tấc, ngực đột nhiên co lại, công kích của Hồng Dương lần nữa rơi vào khoảng không, chẳng qua vẫn không ngừng, lần nữa biến chiêu, nắm đấm đổi thành chụp, ghìm xuống phía dưới. Bàn tay vốn cách lồng ngực rất gần, một khi bị đánh trúng. Trái tim có khả năng bị đánh xuyên, mất mạng tại chỗ. Mọi người ở đây đều cảm thấy, lần này khẳng định khó mà tránh né, Trương Huyền bị tiến công, cũng không biết là không có cách nào tránh né, hay lực lượng thật tiêu hao sạch sẽ, lồng ngực đang ép lại đột nhiên bắn lên. Giống như bóng da bơm khí, va chạm với bàn tay, lực lượng khổng lồ đẩy lên. Bàn tay của Hồng Dương đánh tới lồng ngực, vừa vặn bị đẩy qua một bên, ngay sau đó Trương Huyền tiến tới một bước, bàn tay bắt tới đối phương. Chính là chiêu số trước đó lần nào cũng đúng, thắng liền 10 trận. Không nghĩ tới dưới tình huống bị động như thế, gia hỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống kia còn có thể phản kích, ánh mắt của Hồng Dương híp lại. Vừa rồi hắn tiến công, thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế đúng là tam liên kích nổi danh nhất của hắn, người bình thường, cho dù là thập chiến vương, cũng không kiên trì được đến chiêu thứ hai. Gia hỏa trước mắt này, không chỉ tránh né được tiến công, còn thừa cơ phản kích. Thực lực mạnh giống như trước đó suy đoán, không giống bình thường. Trong lòng hưng phấn, tay còn lại bỗng nhiên nhấc lên, đang nghĩ phá vỡ bàn tay của đối phương, đột nhiên nhìn thấy thanh niên gần trong gang tấc nhếch miệng, trên mặt lộ ra vẻ giống như cười mà không phải cười. Trong đầu ầm ầm một chút, thân thể Hồng Dương nhoáng một cái, xuất hiện mê muội.
không tốt, là năng lực của Kinh Hồng Sư. Con người co rụt lại, trong lòng hoảng sợ. Nụ cười này của đối phương, chính là một chiêu nổi danh nhất của Kinh Hồng Sư. Bách Mị Sinh. Truyền thuyết, người sáng chế chiêu này, là Kinh Hồng Sư vô cùng cường hãn ở hơn một vạn năm trước, ngoái nhìn nhất tiếu Bách Mị Sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Chỉ cần trúng chiêu, thần trí sẽ lập tức hôn mê, từ đó mất đi sức chiến đấu. Chỉ là, chiêu này không phải nữ tử mới có thể thi triển sao? Vì cái gì nam nhân cũng có thể thi triển, hơn nữa thoạt nhìn rung động lòng người như vậy. Cảm nhận được trong đầu càng ngày càng mê muội, Hồng Dương vội vàng cắn lưỡi, đang cảm thấy trong đầu có chút tỉnh táo, liền thấy bàn tay của đối phương đã đi tới trước mắt. Năm ngón tay mở ra, tựa như một ngọn núi lớn, vô luận như thế nào cũng tránh không thoát, như không có cách nào tránh né. Đùng! Bạt tai thanh thúy, trên mặt lập tức xuất hiện năm dấu tay, sưng đỏ lên. Ngươi! Cảm nhận được khuôn mặt đau rát, giống như bị kéo thành hai nửa, Hồng Dương choáng váng, cả người sắp điên rồi. Bách Chiến Vương của Chợ Đen, mới dùng một chiêu, đã bị người quất bạt tai. Quả thực vô cùng nhục nhã. Ta muốn xé ngươi. Hồng Dương gào lên một tiếng, đang muốn động thủ, chỉ thấy thanh niên tát mình xong, liên tục lui về sau 7-8 bước, như lần nữa tiêu hao hết lực lượng, thân thể không ngừng run rẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Ta đã nói thân thể không kiên trì nổi, không có cách nào chiến đấu với ngươi, thôi được rồi, ta thật không phải là đối thủ. Ngươi! Hồng Dương sắp nổ tung. Mới vừa tát một bạt tai, tàn nhẫn như vậy, xoay người liền muốn đi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Còn không phải đối thủ. Không phải đối thủ, cũng sắp khuất phế ta, là đối thủ ta còn không phải lập tức bị giết. Ầm ầm. Bàn chân đạp mạnh, lần nữa vào tới. Lần này dùng lực lượng mạnh nhất, chân khí từ đầu ngón tay bắn ra, giống như một cái lồng giam to lớn. Hồng Dương nổi giận. Hắn nổi giận, sẽ có người chết. Vừa rồi chẳng qua là trùng hợp tát một bạt tai mà thôi, lần này khẳng định không có vận khí tốt như vậy. Trên đài lần nữa xôn xao. Vừa rồi Hồng Dương bị tát bạt tai, tất cả mọi người có chút choáng váng, giờ phút này thấy hắn triệt để bạo phát, từng cái lần nữa kích động lên. Phần phật. Trưởng lực đi tới trước mặt Trương Huyền, như khuấy động phong vân, muốn đánh thủng thiên địa. Không hổ là Bách Chiến Vương, sức chiến đấu không thể khinh thường. Đối mặt với áp lực của đối phương, Trương Huyền lui về phía sau, thân thể xoay một cái, tránh thoát lực lượng mạnh nhất, bàn tay duỗi ra tát tới. Động tác giống như vừa rồi, chiêu số cũng đồng dạng. Chiêu số tương đồng, còn muốn sử dụng với ta hai lần, nằm mơ. Thấy lại là chiêu này, Hồng Dương tức đến nghiến răng. Trong tiếng gầm gừ, bàn tay tiến lên đón. Đang muốn đối đầu với bàn tay của đối phương, đột nhiên nhìn thấy thanh niên trước mặt nở nụ cười tà mị. Lần này, so với vừa rồi càng thêm rực rỡ. Trước mắt tối sầm lại, xuất hiện mê muội, bàn tay nghênh đón cũng ngừng lại, giống như cứng ngắc ở trên không trung. Lạch cạch, trên mặt đau rát, thân thể không tự chủ được xoay tròn hai vòng. A hát, Hồng Dương tỉnh táo lại, không ngừng nắm tóc. Gào lên một tiếng, tiếp tục tiến lên, vừa tới nửa đường, liền nghe thanh niên ở đối diện cực kỳ bất đắc dĩ nói. Ta nói thân thể đã không kiên trì nổi, không có cách nào chiến đấu với ngươi, dừng ở đây thôi. Ngươi không phải không nghe chứ, ta là thật không muốn đánh, ta không phải đối thủ. Không phải đối thủ, không muốn đánh. Hồng Dương sờ lên má đã bắt đầu sưng đỏ, run rẩy. Ngươi như vậy gọi là không kiên trì nổi, nếu có thể kiên trì. Ta còn không bị ngươi đánh chết. Đừng tranh bức như vậy có được hay không? Chương 2391, tiền đặt cược ca kinh người, 1. Trong một gian phòng rộng lớn. Phường chủ, không xong. Một lão giả vội vã chạy tới. Làm sao vậy? Trung niên nhân ngồi ở chủ vị đang uống trà nhíu mày. Chính là phường chủ của Chợ Đen, một vị cường giả xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Chợ Đen ngư long hỗn tạp, nhiều bảo vật như vậy, không ai dám ngấp nghé. Thân là phường chủ, đương nhiên nắm giữ thực lực người thường khó mà với tới. Là như vậy, vừa tới một người khiêu chiến gọi Trương Huyền, liên tục chiến đấu 10 trận, thành thập chiến vương. Lão giả vội nói, chuyện này có cái gì, thập chiến vương rất bình thường a. Nâng bình trà lên, rót đầy chén, thổi thổi lá trà trôi nổi ở phía trên, trung niên nhân không thèm để ý chút nào. Dù thập chiến vương rất khó, nhưng hàng năm vẫn có thể ra 7-8 cái, không tính là gì. Là rất bình thường, nhưng sau khi thành vị thập chiến vương, thời điểm còn muốn tiếp tục khiêu chiến Bách Chiến Vương.
Hồng Dương lên đài. Lão giả nói tiếp. Ồ, trung niên nhân mỉm cười. Thực lực của Hồng Dương, đồng cấp không người có khả năng chiến thắng, chỉ cần hắn ra tay, cơ bản đều sẽ bị giết, chuẩn bị một chút, xử lý thi thể như thế nào là được, người cũng coi như xe nhẹ đường quen, vì sao bối rối như thế? Vâng, trước đó ta cũng cảm thấy Hồng Dương đi lên, tất nhiên không có vấn đề gì, thế nhưng mà... Ai biết cùng đối phương chiến đấu hai chiêu, đã bị đánh hai tát, mà đối phương... Hình như một chút tổn thương cũng không có. Lão giả nói tình cảnh vừa rồi nhìn thấy ra, có chút không dám tin tưởng. Bị đánh, chẳng lẽ Hồng Dương không phải đối thủ? Trung niên nhân sững sờ. Vâng. Lão giả gật đầu. Hồng Dương là cây dụng tiền của chúng ta, một mực bất bại, mặc dù tên tuổi rất lớn, nhưng quá cuồng bạo. Như vậy cũng tốt, bại một lần, biết hổ thẹn sau đó dũng, hẳn là sẽ trở nên càng mạnh. Ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm, không để người chết là được. Trung niên nhân đặt chén trà xuống, ngón tay gõ mặt bàn, trầm tư chốc lát nói. Dù Hồng Dương lợi hại, cũng không phải không thể bại, chỉ cần ở trên lôi đài, không có bị người giết chết, không coi là cái gì. Ta biết, chỉ là, đồng bạn của Trương Huyền vừa đến liền điên cuồng đặt cược. 10 tháng liên tiếp qua đi, cũng đã thắng 1.800 linh thạch, vừa rồi Hồng Dương ra tay, ta cảm thấy hắn không có khả năng chiến thắng, muốn thắng tổn thất trở về, liền quyết định tỷ lệ bồi rất lớn. Ai biết tên này cược tất cả linh thạch lên. Lão giả lộ vẻ xấu hổ. Rất lớn, lớn bao nhiêu? Trung niên nhân sững sờ. Nếu như Hồng Dương thua, phường thị chúng ta lợi nhuận nhiều năm như vậy, toàn bộ chung cho đối phương cũng không đủ. Cái gì? Thân thể trung niên nhân nhoáng một cái, chén trà rơi trên mặt đất, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Đây là tỷ lệ đặt cược bao nhiêu a? Mang ta đi nhìn một chút. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nhịn không được nữa, đột nhiên đứng dậy, lao về phía lôi đài. Sinh tử lôi đài, chết một hai người, không tính là gì, nhưng nếu trung táng ra bại sản, về sau hắn còn sống thế nào? Loại chuyện này, nhất định phải ngăn lại. Ta muốn giết ngươi. Trên lôi đài, liên tục bị đánh hai tát, trong mắt Hồng Dương đỏ hoe. Mặc dù đoán ra thực lực của đối phương không yếu, lại không nghĩ rằng mạnh như vậy. Đến chợ đen này, chiến đấu tiếp cận 10 năm, chưa hề nếm qua thiệt thòi lớn như thế. Mấu chốt nhất là, tên này được tiện nghi như thế, còn không ngừng lắc lư, thoạt nhìn như sẽ ngã sắp xuống. Lắc lư cái giám a hát. Nên lắc lư là ta, mặt mày của ta đã hốc hác có thấy không? Phong tỏa nguyên thần. Gào lên một tiếng, nguyên thần trong cơ thể bị phong tỏa, huyệt đạo toàn thân cũng bị phong bế. Sở dĩ liên tục bị đánh hai tát. Là bởi vì đối phương sử dụng thiên phú kinh hồng sư, chỉ cần không nhìn, không đi nghĩ, liền có thể chống cự, không bị mê hoặc. Ầm ầm, làm xong những chuyện này, lần nữa lao đến, lần này không phải nắm đấm, cũng không phải bàn tay, mà là cận thân vật lộn. Thân thể hắn đồ sộ, lực lượng hung mãnh, cùng người giao chiến, am hiểu nhất chính là cái này, liên tục bị đánh hai tát, dù tức giận sắp nổ tung, nhưng cũng biết, muốn chém giết đối phương, báo thù rửa hận. Chỉ có con đường này có thể đi. Phần phật, đi tới trước mặt, khuỷu tay, đầu gối, đồng thời công kích đến, như là bão tố, để cho người ta khó mà ngăn cản. Lợi hại, vẫn uể oải như cũ, thân thể Trương Huyền nhẹ nhàng co rụt lại, thoạt nhìn là không có cách nào tránh né, lại không biết vì cái gì, công kích như cuồng phong lập tức mất đi hiệu lực, một kích cũng không đánh trúng. Hắn nhìn ra lộ tuyến công kích của ta. Con người của Hồng Dương co rụt lại, khó mà tin được. Đối phương lui thân, thoạt nhìn bất đắc dĩ, trên thực tế lại đoán chắc lộ tuyến tiến công của hắn, tránh thoát tất cả địa phương công kích, động tác khó coi, hiệu quả lại cực kỳ rõ rệt. Đang nghĩ ứng đối như thế nào, chỉ thấy Trương Huyền lung lay đưa tay ra, đánh tới khuôn mặt của mình. Còn chơi chiêu này, ta đã phong tỏa nguyên thần, kinh hồng sư còn muốn làm tổn thương ta, nào có dễ dàng như vậy. Cẩn thận phòng bị, đang cảm thấy đối phương không có cách nào, bên tai liền vang lên một thanh âm nhàn nhạt. Đừng ngăn cản, không ngăn nổi đâu. Thanh âm như tình nhân thì thầm, để toàn thân hắn kìm lòng không được dã rời, cơ bắp trầm tĩnh lại. Không đúng, là ma âm. Chương 2392, tiền đặt cược ca kinh người 2. Loại trạng thái này kéo dài không đến 1/10 giây, hắn lập tức đề phòng, lần nữa cắn chót lưỡi, đang muốn phản kháng, chỉ thấy bàn tay của đối phương đã xuất hiện ở trước mắt. Đùng. Thanh âm thanh thúy, hốc mắt của Hồng Dương đỏ lên. Quay một vòng,
nửa bên mặt khác sưng phù. Xin ngươi tin tưởng ta, thân thể ta là thật không kiên trì nổi, không có cách nào chiến đấu với ngươi. Ta đánh không lại ngươi. Bên tai vang lên thanh âm bất đắc dĩ của đối phương. A hát a hát a hát. Không nghe còn tốt, sau khi nghe được càng thêm phát điên, hai mắt Hồng Dương đỏ thẫm, vừa tới trước mặt, lại nhìn thấy một bàn tay đánh tới. Rất nhanh. Một bên mặt khác sưng lên, đối phương tiếp tục nói. Ta mệt mỏi quá, không kiên trì nổi, đừng có lại tới. Lần nữa vào tới. Đùng, đùng, đùng. Ta không kiên trì nổi. Bàn tay của đối phương thật giống như có ma lực, mỗi lần đều có thể chuẩn xác không sai quất vào trên mặt của hắn, liên tục đổi mười mấy loại thân pháp cũng không có biện pháp tránh né. Mấu chốt nhất là, mỗi lần tát xong, đối phương đều giống như lập tức té xỉu, chật vật không chịu nổi. Không kiên trì nổi, người nhanh ngất đi a hát. Rõ ràng tùy thời sẽ bỏ mình, kết quả ta xông lên, liền ăn một tát. Có cần không biết xấu hổ như vậy hay không? Hồng Dương muốn điên rồi. Không chỉ hắn như vậy, tất cả mọi người trên đài cũng trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt phát điên. Thực lực của Hồng Dương, bọn họ đều rất rõ ràng, đồng cấp vô địch, bách chiến vương chân chân chính chính. Vốn cho rằng một khi ra tay, nhân vật mới không biết trời cao đất rộng kia sẽ bị xé thành mấy nửa. Làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ xuất hiện loại kết quả này. Hồng Dương xông lên, liền bị tát bay, sau đó đối phương như bị rút sạch lực lượng, không ngừng lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Sau đó, Hồng Dương lại tiến lên, tiếp tục bị tát bay, cực kỳ yếu ớt. Vòng đi vòng lại. Hồng Dương vô địch ở trong lòng bọn họ bị đánh vô số bạt tai, mặt đã sưng tấy không còn hình người. Mấu chốt nhất là, gia hỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu kia, một chiêu cũng không có chúng, một chút tổn thương cũng không có. Vừa rồi chúng ta thật chiến đấu với hắn. Đám người lúc trước khuôn mặt trắng bệch, Tiễn Húc càng rút đầu ở trong cổ, giống như chim cút bị kinh sợ. Đây chính là Hồng Dương. Tồn tại vô địch toàn bộ phường thị, bị hắn đánh đến đánh đi, giống như trêu gà con. Thực lực chân chính, đến cùng mạnh bao nhiêu, quá khoa trương. Loại người này, hắn cũng dám khiêu khích. May mắn người ta không có so đo, nếu không, khẳng định sớm đã bị giết. Đừng đánh nữa, ta thật không phải là đối thủ của ngươi. Dừng tay đi. Trên lôi đài tiếp tục vang lên tiếng bạt tai thanh thúy cùng thanh âm bất đắc dĩ. Phù phù. Không biết qua bao lâu, Hồng Dương không thể kiên trì được nữa, nằm trên mặt đất, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Thẳng đến hôn mê, hắn cũng cực kỳ không cam lòng. Thi đấu lôi đài nhiều năm như vậy, lần thứ nhất đánh uất ức như thế, không có tôn nghiêm như thế. Trước khi hôn mê, nhìn về phía đối thủ, thấy ra hỏa lung lay sắp đổ kia, lúc này vẫn giống như vừa rồi, dường như không có khác nhau quá nhiều. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống, nhưng luôn không ngã. Hắn thắng, Hồng Dương. Lại thua. Đây chính là tiền của lão bà ta. Bởi vì Hồng Dương ra tay, không ít người đều đánh cược lớn, giờ phút này thấy hắn nằm trên mặt đất, triệt để hôn mê, từng cái sắc mặt tái xanh, sắp khóc. Trước đó thua thật nhiều lần, vốn cho rằng Hồng Dương có khả năng giúp lấy về, nằm mơ cũng không nghĩ đến, thua rối mù rối tinh, mất cả chỉ lẫn chài. Sớm biết loại kết quả này, liền mua Trương Huyền A. Một gia hỏa không có chút danh khí, đến cùng từ nơi nào xuất hiện. Nhẹ nhõm đánh bại một vị bách chiến vương. Khiêu chiến, Trương Huyền chiến thắng. Chờ 10 cái hô hấp, Hồng Dương không nhúc nhích, thanh âm trước đó vang lên lần nữa, dường như trong giọng nói cũng cực kỳ khó tin. Phát tài, lúc này thật phát tài. Biểu lộ khác biệt đám người giống như cha mẹ chết, nghe được tin tức chiến thắng, Trương Cửu Tiêu hưng phấn đến trực tiếp nhảy lên. Lần tranh tài này tỷ lệ đặt cược đạt đến 1 giờ 10, nói cách khác, chỉ cần Trương Huyền chiến thắng, hắn cược 1.800 viên linh thạch, một cái nháy mắt, liền biến thành 1.800.000, lại thêm tiền vốn, đã tiếp cận 2 vạn. Nhiều tinh nguyên thượng phẩm như vậy, thân là đệ tử gia tộc, cũng chưa bao giờ thấy qua. Trước khi tới chợ đen, trên người không có một phân tiền, chưa tới một canh giờ, tiếp cận 2 vạn. Trương sư quả thực là linh khoáng sống, hơn nữa còn là loại không cần khai thác, liền có người đưa tới. Nhiều như vậy, hẳn là thỏa mãn yêu cầu của Trương sư A. Biết kiếm lời nhiều như vậy, hẳn là đủ, Trương Cửu Tiêu không ngừng lại, đi tới địa phương đặt cược, đưa tới bằng chứng trong tay. Ta tới lấy tiền thắng, không có gì bất ngờ xảy ra, tổng cộng là 1.900.000 viên tinh nguyên thượng phẩm. 1.900.000.
Người phụ trách đặt cửa còn chưa lên tiếng, một thanh âm hừ lạnh vang lên, ngay sau đó một trung niên đi tới. Các ngươi dính líu gian lận, lần đặt cược này không tính. Chương 2393, đánh phường chủ 1. Không tính. Trương Cửu Tiêu sững sờ, lông mày lập tức nhăn lại. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì. Trung niên nhân hừ một tiếng. Chúng ta đặt cược, đều xây dựng ở trên cơ sở công bằng, ngươi cùng Trương Huyền kia, một cái giả yếu mê hoặc mọi người, một cái cố ý đặt cược. Thuộc về hành động gian lận, đã vi phạm quy tắc, tất cả tiền đặt cược của ngươi không chỉ phải tạm giam, còn phải đền bù. Đền bù. Nhiễu loạn trật tự của phường thị, ác ý đặt cược. Người đâu, bắt tên này lại cho ta. Bàn tay vẫy một cái, trung niên nhân nói. Dầm. Thời gian nháy mắt, từ bốn phía vào tới hơn 10 hộ vệ mặc khôi giáp, mỗi một cái đều có thực lực nguyên thần cảnh đỉnh phong, vây Trương Cửu Tiêu ở trung tâm. Các ngươi, không nghĩ tới đường đường chợ đen, thua không thừa nhận, còn muốn bắt mình, Trương Cửu Tiêu cáu sắp nổ tung, ngón tay điểm một cái, một thanh thánh khí trung phẩm lơ lửng ở trước mắt, tùy thời sẽ động thủ. Mặc dù hắn có năng lực vượt cấp chiến đấu, nhưng trước mắt quá nhiều người, trung niên kia càng là cường giả xuất khiếu cảnh đỉnh phong, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Thương hội lớn như thế, thua không chung nổi, lại muốn bắt người. Đây là tác phong của các ngươi. Còn không có động thủ, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, chỉ thấy thanh niên ở trên đài vừa mới chiến thắng Hồng Dương, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt, cực kỳ không vui. Vốn nghĩ cầm tới tiền thắng, tham gia đấu giá hội, mua tháp ngôn cổ thư. Không nghĩ tới đối phương chẳng những không trả tiền, còn muốn bắt Trương Cửu Tiêu, liền kìm nén không được, từ trên lôi đài bay tới. Là các ngươi liên thủ bày cục, vi phạm quy tắc, không trừng phạt, người người đều như vậy, về sau thương hội còn làm ăn như thế nào? Trung niên nhân vung tay áo. Chính là vị phường chủ vừa rồi kia. 20000 tinh nguyên thượng phẩm, toàn bộ chợ đen cộng lại, cũng chỉ có như thế, cho bọn hắn, phường thị cũng không cần mở. Quy tắc, chợ đen cũng chú ý quy tắc. Trương Huyền cười nhạo. Đều nói nơi này là địa phương không coi trọng quy tắc nha. Hiện tại nói những này với ta. Không quy củ không thành sách, xem như chợ đen cũng giống như vậy. Phường chủ nói. Ngươi đã dùng quy tắc, ta liền nói quy tắc với ngươi. Trương Huyền lắc đầu. Danh sư đường là địa phương chú ý quy củ như thế, cũng không làm gì được hắn. Phường chủ của một chợ đen, lại chơi cái này. Quả thực là cho vay trước mặt ngân hàng. Đặt cược thi đấu lôi đài, người người đều có thể, Trương Cửu Tiêu là bạn ta, tin tưởng ta, mua ta chiến thắng không có vấn đề gì chứ. Trương Huyền nói, không có vấn đề. Phường chủ gật đầu. Chợ đen đặt cược, rất nhiều tuyển thủ mua mình chiến thắng, không có loại kích thích này, ai sẽ ở đây liều sống liều chết. Để bằng hữu mua mình chiến thắng, thuộc về sự tình bình thường. Đã không có vấn đề, tỷ lệ đặt cược lại là các ngươi định. Mua bao nhiêu các ngươi đều tiếp nhận. Dựa vào cái gì nói chúng ta vi phạm quy củ? Trương Huyền khẽ nói. Rõ ràng có thể nhẹ nhõm chiến thắng, lại ngụy trang rất yếu. Thuộc về lừa gạt. Lừa gạt, cái gọi là lừa gạt cùng lừa dối, dùng thủ đoạn thu lợi không đứng đắn. Ngươi hỏi tất cả mọi người ở đây một chút, ta và Hồng Dương chiến đấu, một mực nói không kiên trì nổi, không phải là đối thủ, bảo hắn không cần tiếp tục, là hắn không nghe khuyên ngăn. Nhất định muốn chiến đấu với ta, lúc này mới bị bức bất đắc dĩ, làm ra phản kích. Đây cũng là lừa gạt. Trương Huyền nhìn qua. Nếu quả thật muốn dùng cái này thu lợi, trực tiếp đáp ứng chiến đấu liền tốt, không cần phải liên tiếp cự tuyệt. Cái này. Trung niên nhíu mày. Đối phương nói, vừa rồi hắn cũng nghe được. Quả thực là bảo đối phương không nên đánh, còn càng muốn đánh. Cẩn thận nói ra, thật không trách được đối phương. Không cần nói lý với ta. Nơi này là chợ đen, ta là phường chủ, lời nói của ta là quy tắc. Người đâu, bắt hai gia hỏa làm loạn này cho ta. Biết nói tiếp, lý do của đối phương càng nhiều, trung niên hất lên ống tay áo, triệt để vạch mặt. Tìm không thấy lý do, liền muốn bắt người. Ta ngược lại muốn xem, ai dám động đến một cọng tóc gáy của chúng ta. Trương Huyền nhíu mày, nhìn quanh một vòng. Lên! Một hộ vệ quát, đi đầu vọt lên. Coi như thực lực tên này mạnh mẽ, nhưng bọn họ nhiều người, tất cả đều là cường giả nguyên thần cảnh đỉnh phong, hẳn là có thể nhẹ nhõm bắt lại. Trường kiếm lăng không, một đạo kiếm mang bắn tới. Có thể làm hộ vệ ở chợ đen, chấn áp người không tuân quy củ, thực lực không thể khinh thường, kiếm mang còn chưa tới trước mặt, liền xé không khí nứt toác,
như tiện tay cũng có thể chém người thành hai khúc. Thấy trong kiếm khí cương mãnh của đối phương mang theo âm nhu, Trương Huyền cũng không tránh né, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, ngón tay chỉ tới. Lạch cạch, kiếm khí vỡ vụn, chân khí đi tới trước mặt hộ vệ, chỉ một chút, người sau liền cảm thấy đan điền rung động kịch liệt, sau đó vỡ vụn. Ngươi, phế bỏ thực lực của ta. Thân thể mềm nhũn, hộ vệ ngã trên mặt đất, trong mắt cực kỳ hoảng sợ. Đan điền vỡ vụn, tương đương với tu vi hủy hết, tu luyện không biết bao nhiêu năm, triệt để phế bỏ. Trương Huyền lười trả lời, dưới chân tiếp tục lay động, thanh âm liên tiếp như pháo tết, 10 hộ vệ trước đó vây quanh Trương Cửu Tiêu, mấy hơi thở qua đi, tất cả đều nằm trên mặt đất, cảm nhận được đan điền bị phế, từng cái cực kỳ sợ hãi. Đám người này làm mưa làm gió, trợ trụ vi ngược, coi như giết cũng không quá phận, hủy bỏ đan điền, xem như hạ thủ lưu tình. Chương 2394, đánh phường chủ 2. Thấy một nguyên thần cảnh hậu kỳ nho nhỏ, vậy mà ở trước mặt phế bỏ thuộc hạ của mình, phường chủ tức đến trong mắt đỏ hoe, bàn tay chảo một cái, lực lượng hùng hồn phun ra ngoài, lăng không bắt đến. Trương Huyền híp mắt lại, cũng không tránh né, đạp chân lao tới đón. Tu vi tấn cấp đến nguyên thần cảnh hậu kỳ, còn không người luyện tập, tên này đã tìm phiền toái, không ngại đánh một trận nha. Ầm ầm, nắm đấm va chạm bàn tay của đối phương, hai đạo lực lượng chạm vào nhau, bốn phía phát ra tiếng nổ thật to, khán đài ở dưới dư âm lực lượng trùng kích, lập tức sụp đổ. Đám người trước đó xem náo nhiệt, thấy lực lượng xung kích cường đại như thế, tất cả đều bị dọa đến nhao nhao phân tán, Trương Cửu Tiêu cũng lùi về sau mấy chục mét. Ngươi, làm sao lại mạnh như vậy? Con ngươi của phường chủ co rụt lại. Vốn cho rằng đối phương chỉ là vượt cấp chiến đấu, thực lực kém hắn rất nhiều, nằm mơ cũng không nghĩ đến, quyền trưởng tấn công, thế mà. Thế lực ngang nhau. Một nguyên thần cảnh hậu kỳ, lực lượng tương đương xuất khiếu cảnh đỉnh phong như hắn. Tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy khó có thể tin. Ngươi đến cùng là ai? Loại năng lực vượt cấp chiến đấu này, lai lịch tất nhiên sẽ không đơn giản, phường chủ tuyệt không tin chỉ là người khiêu chiến bình thường. Trương Huyền. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, lật tay một cái, đánh xuống một chiêu. Thoạt nhìn không có bất kỳ lực lượng nào, lại cho người ta một loại cảm giác khó mà chống lại, phường chủ còn muốn nói cái gì, thấy chiêu này bổ tới, biết không ngăn cản không được, lần nữa nghênh tiếp. Bất quá, nắm đấm còn không có tiếp xúc bàn tay của đối phương, chỉ thấy thân ảnh trước mắt chợt lóe, chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt, nhẹ nhàng nhấn một cái. Bành! Phường chủ phun ra máu tươi, bay ngược về phía sau, tầng tầng ngã xuống đất, vẻ mặt trắng bệch. Thời điểm Trương Huyền ở nguyên thần cảnh trung kỳ, còn kém không nhiều có thể chiến đấu với xuất khiếu cảnh đỉnh phong, hiện tại đạt đến hậu kỳ, coi như đối phương rất mạnh, vẫn không chống lại được. Đi! Bắt hắn đánh tàn phế cho ta. Hai chiêu qua đi, biết đối phương căn bản không phải đối thủ, Trương Huyền lười tiếp tục động thủ, gọi một tiếng. Phần phật. Trong một gian phòng lập tức bay ra hơn 100 chuôi trường đao, thẳng tắp bổ tới phường chủ. Những đại đao này, dù chỉ là thánh khí hạ phẩm, nhưng số lượng thực sự quá nhiều, hơn 100 cái đồng thời tiến công, trong nháy mắt đao khí tung hoành, con người của phường chủ co lại, đánh trả cũng không kịp, liền bị đánh máu me đầm đìa. Những thứ này, lão giả bẩm báo phường chủ nhìn thấy nhiều vậy đao như, lông mày nhảy loạn. Không phải cái khác, chính là vũ khí dùng để cung cấp cho tuyển thủ. Chỉ là những vật này không phải đều không có linh tính sao? Làm sao nghe lời như thế, đi tiến công phường chủ? Hẳn là bị khải linh. Nắm đấm căng thẳng, rất nhanh thì hiểu được. Rất hiển nhiên, những binh khí này đều bị đối phương khải linh, nguyên nhân chính là như vậy, mới nghe lời tiến công phường chủ như thế. Cái tên này, từ khi đi vào chọn vũ khí, đến lúc đi ra không có dùng bao nhiêu thời gian a. Nhanh như vậy liền thành công, hơn nữa khải linh nhiều binh khí như vậy. Đến cùng làm sao làm được, không chỉ hắn không dám tin, khóe miệng của Trương Cửu Tiêu cũng giật một cái. Sớm biết thủ đoạn khải linh của Trương Sư đương thời có 102, nhưng không nghĩ tới trước thời hạn liền chuẩn bị, thu phục hết trường đao của người ta. Xem ra vừa mới tới. Liền đoán ra muốn lấy được tiền đặt cược cũng không dễ dàng như vậy. Đối phương bức bách, vừa khéo cho cái cớ thôi. Ô ô ô ô, hơn 100 thánh khí hạ phẩm, như trải qua huấn luyện đặc thù, mỗi một lần tiến công, đều là chỗ yếu hại của phường chủ, thời gian không dài, vị cường giả xuất khiếu cảnh đỉnh phong mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, trên thân chảy đầy máu tươi, không biết bị chặt bao nhiêu đao, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Dừng tay!
ta bằng lòng trả lại linh thạch ngươi thắng. Biết tiếp tục nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị chém chết, phường chủ vội vàng la lên. Mặc dù cảm thấy uất ức, nhưng không có cách nào. Mình không phải đối thủ, càng không ngăn cản nổi những đại đao này. Trả tiền. Vẫy tay một cái, tất cả trường đao bay trở về, đồng loạt lơ lửng ở sau lưng Trương Huyền, tựa như khổng tước xòe đuôi. Vâng. Giấy giụa đứng dậy, phường chủ lấy ra một chiếc nhẫn đưa tới. Đây là 19.800 linh thạch thượng phẩm. Đây là chợ đen lợi nhuận không biết bao nhiêu năm, một khi giao hết, mắt xích tài chính của toàn bộ chợ đen sẽ gián đoạn. Tiện tay nhận lấy, Trương Huyền nhìn qua, nhẹ gật đầu. Về số lượng đầy đủ, xem ra đối phương không có chơi mánh khóe. Những tiền đánh cược này là ta chiến đấu thắng tới. Ngươi ra tay với ta cùng bằng hữu của ta, xem bồi thường như thế nào đi. Cất kỹ linh thạch, Trương Huyền nhìn lại. Đền bù. Khuôn mặt phường chủ tái đi. Đã táng ra bại sản, còn muốn đền bù. Không sai. Trương Huyền gật đầu. Cái chợ đen này, không coi nhân mạng ra gì, danh sư đường cùng tiềm xung thành mặc kệ. Nhưng hắn gặp gỡ, tự nhiên phải quản một chút, nếu không người người đều như vậy, danh sư lập xuống quy củ ở đâu. Không biết, đền bù như thế nào. Phường chủ cắn răng. Ta nghe nói chợ đen các ngươi vừa mới đạt được một bản tháp ngôn cổ thư. Trương Huyền suy nghĩ một chút, nói. Chương 2395, thanh âm trong sương mù 1. Tốt, ta lập tức phái người đi lấy. Phường chủ dừng lại một chút, vội nói. Mặc dù thứ này chân quý, cũng chỉ là một vật phẩm của phường thị mà thôi, so với tính mạng thì kém nhiều, trước mắt đao phủ, tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Phân phó một tiếng, lão giả vừa rồi kia vội vã rời khỏi, thời gian không lâu, một hộp ngọc được đưa tới. Tiện tay mở ra, bên trong quả nhiên có một bản thư tịch cổ xưa, phía trên có chút ố vàng, chữ viết mang theo linh khí đặc thù. Xác nhận một chút, biết là tháp ngôn cổ thư thật. Lúc này Trương Huyền mới nhẹ gật đầu, thu vào nhẫn. Đi. Thân thể nhoáng một cái, bay ra phía ngoài. Trương Cửu Tiêu cùng tất cả trường đao theo sát phía sau. Nhìn về phía bọn họ biến mất, cừu hận trong mắt phường chủ tựa như nước sông chảy xuôi. Phường chủ, cứ bỏ qua như thế sao? Lão giả kia đi tới. Chợ đen của bọn họ, thành lập trên vạn năm, từ đầu đến cuối còn chưa từng ăn thiệt thòi lớn như thế. Bỏ qua. Đồ vật của Kỳ Linh Phong ta, không có dễ cầm như thế. Phường chủ híp mắt lại, nắm đấm nắm khanh khách vang vọng. Lần này không chỉ tổn thất linh thạch, trọng yếu nhất là, thật nén giận như vậy, chợ đen của bọn họ còn mặt mũi nào tiếp tục ở tiềm xung thành. Vậy, làm sao bây giờ? Thực lực của đối phương, ngay cả phường chủ cũng đè lên đánh, coi như không cam lòng, lại có thể thế nào? Đi lấy khinh ngữ kiếm của ta ra. Phường chủ vẫy tay. Khinh ngữ kiếm, chẳng lẽ phường chủ muốn? Con người co rụt lại, lão giả giống như rõ ràng cái gì, cực kỳ khó tin. Không sai, ta muốn đi chỗ kia, để hắn ra tay. Ánh mắt phường chủ phát lạnh, cắn răng nói. Vâng. Lão giả vội vã lui ra, thời gian không dài, đưa tới một thanh trường kiếm. Thoạt nhìn không khác kiếm bình thường quá nhiều, nhưng nhẹ nhàng gảy, kiếm khí lập tức vây quanh, tựa như rơi vào trời đông giá rét. Nhất là bên tai sẽ vang lên thanh âm nỉ non, để cho người ta trong lúc bất chi bất giác bị chém giết. Khinh ngữ kiếm, thánh khí trung phẩm đỉnh phong, có thể so với cường giả xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Một trong những vũ khí cường đại nhất tiềm xung đế quốc. Đi kiểm tra nội tình của Trương Huyền kia một chút. Cầm trường kiếm trong tay, khí thế của phường chủ biến đổi, so với vừa rồi mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Vâng. Lão giả rời khỏi, sắp xếp người hỏi thăm tin tức. Phường chủ thì dùng dược vật chữa thương, ngồi tại nguyên chỗ trị thương. Thời gian không dài, liền đưa tới một ngọc bài. Đây là tất cả tư liệu của Trương Huyền, từ Thanh Nguyên Đế Quốc tới, từng sông đường thành công, thông qua lần đầu khảo hạch của Thánh Tử Điện. Không hổ là chợ đen, mạng lưới tin tức dày đặc, thời gian ngắn như vậy, đã hỏi thăm rõ ràng sự tình của Trương Huyền. Nguyên lai là thiên tài danh sư, khó trách dám đến nơi này làm loạn. Phường chủ đứng dậy. Trải qua một hồi điều chỉnh, mặc dù thương thế trên người nghiêm trọng, cũng đã có khả năng khống chế. Ngươi ở đây, khống chế đại cục, ta đi ra ngoài một chuyến. Phường chủ khoát tay áo, cầm trường kiếm trong tay, đi ra ngoài. Rời khỏi chợ đen một đường phi hành, không biết qua bao lâu, đi tới bên ngoài một đoàn sương mù. Ngươi đã đến.
trong sương mù truyền tới một thanh âm nhàn nhạt. Vâng, ta muốn người giúp ta giết người. Phường chủ cắn răng. Đánh đổi cái gì? Khinh ngữ kiếm về ngươi. Bàn tay lắc một cái, trường kiếm lơ lửng lên. Ngươi xác định. Thanh âm trong sương mù mang theo kích động. Không sai. Phường chủ híp mắt lại. Ngươi thủ ở chỗ này, là vì truyền thuyết kia, nhưng mà ngươi hẳn phải biết, không có khinh ngữ kiếm, sẽ vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành. Muốn giết ai? Im lặng một lát, thanh âm trong sương mù tiếp tục vang lên. Hắn gọi Trương Huyền, là một danh sư, thông qua được lần đầu khảo hạch của Thánh Tử Điện, đây là tư liệu. Cổ tay rung lên, ném tư liệu vừa rồi sưu tập vào sương mù. Danh sư sông đường thành công, xem bộ dáng là siêu cấp thiên tài. Thanh âm trong sương mù mang theo trần trừ. Danh sư có khả năng sông đường thành công, tổng bộ tất nhiên cực kỳ chú trọng, hắn chém giết, một khi dò dỉ tin tức, kết quả ai cũng biết. Ngươi chỉ nói, có đáp ứng hay không là được. Phường chủ cũng lười nói nhảm. Tuổi thọ của ta đã không còn bao lâu, nếu như không mở ra chỗ kia, vô cùng có khả năng trong 3 năm sẽ tử vong. Đã như vậy, giết một thiên tài cũng không tính là gì. Bất quá, chuyện này cần cẩn thận chuẩn bị, để cho người ta nhìn không ra sơ hở mới được. Thanh âm trong sương mù, chậm rãi truyền đến. Điểm ấy ta tự nhiên biết. Phường chủ đáp, bất kể có phải tự mình ra tay hay không, mưu sát một vị siêu cấp thiên tài của danh sư đường, coi như hắn là phường chủ của chợ đen, cũng sẽ bị tiêu diệt. Nguyên nhân chính là như vậy, thiên tài của danh sư đường không ai dám động. Đệ nhất chức nghiệp của đại lục mang tới lực uy hiếp, thật giống như con cháu của đại tông môn vậy. Chương 2396, thanh âm trong sương mù 2. Coi như biết tu vi kém, người mang trọng bảo, nhưng người dám động thủ sao? Được rồi, người đi trước đi, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý sự tình, trong 3 ngày cho người trả lời chắc chắn. Trần chờ một lát, thanh âm trong sương mù như nghĩ tới điều gì, nói. Không cần cho ta trả lời chắc chắn, ta chờ ở chỗ này, thấy tận mắt ngươi giết hắn, chỉ cần vừa chết. Ta sẽ lập tức giao khinh ngữ kiếm cho ngươi. Phường chủ nói. Cũng tốt. Thanh âm trong sương mù, dừng lại một chút. Vậy ngươi vào đi. Ừm. Phường chủ ôm trường kiếm, nhanh chân đi vào sương mù, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới chợ đen này, cũng không phải trang viên lúc trước nhìn thấy, mà là giấu ở trong dãy núi. Rời khỏi chợ đen, thu hồi tất cả trường đao, Trương Huyền nhìn xuống dưới, lúc này mới phát hiện, vị trí trước đó cũng không phải là lòng đất, cũng không có liên quan quá nhiều với trang viên kia, mà giấu ở trong một ngọn núi thật lớn. Trang viên chỉ là vì che giấu tai mắt người. Khó trách tiến vào bên trong, còn phải che kín con mắt, đoán chừng chợ đen cũng lo lắng danh sư đường không khoan dung, trực tiếp động thủ. Lần này nhờ có người giúp một tay, 1000 linh thạch này, cho ngươi. Cổ tay rung lên, lấy ra một đống linh thạch đưa tới. Cái này làm sao được? Trương Cửu Tiêu giật nảy mình. 1000 tinh nguyên thượng phẩm, xem như hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Cầm đi, mau chóng tăng thực lực lên, trước thông qua thi vòng 2 lại nói. Trương Huyền khoát tay áo. Nếu như không phải đối phương nói cho hắn biết tin tức chợ đen, còn giúp đặt cược, cũng không có khả năng kiếm nhiều như vậy. Có thể nói, trong 20000 linh thạch, có một nửa công lao là của đối phương, cho 1000, đã coi như là mình chiếm tiện nghi. Vậy, đa tạ Trương Sư. Biết đối phương tranh thủ danh ngạch cho mình không dễ dàng, Trương Cửu Tiêu không chối từ nữa, thu linh thạch vào nhẫn, trong mắt cực kỳ cảm kích. Vị trước mắt này, mặc dù tuổi còn nhỏ hơn hắn, nhưng ở chung, sẽ tự nhiên sinh ra xúc động cố gắng tu luyện, vĩnh viễn không ngừng. Nguyên nhân chính là như vậy, nên bất kể địch nhân, hay bạn bè, đều bằng lòng vây quanh ở bên cạnh, không nguyện ý rời đi. Trước kia mình cũng cực kỳ ghen tị và oán giận, mà bây giờ, loại tâm tình này sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Không cần khách khí. Không biết ý nghĩ của đối phương, Trương Huyền khoát tay áo. Trở lại danh sư đường. Trời đã triệt để tối. Lần nữa đi vào Thiên Nghĩ Phong Sào, lấy linh thạch ra. Điều chỉnh tốt trạng thái, bắt đầu tu luyện, thời gian không dài, tu vi lần nữa đột phá, như nguyện đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong. Tu luyện vu hồn. Linh thạch đầy đủ, Trương Huyền tiếp tục vận chuyển công pháp Thiên Đạo vu hồn. Sau 2 canh giờ, lực lượng vu hồn cũng đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong. Sức chiến đấu hiện tại, chỉ sợ so với nửa bước lĩnh vực cảnh cũng không hề yếu. Chân khí chảy xuôi ở trong người,
cảm nhận được mình nắm giữ không gian cùng khống chế lực lượng, Trương Huyền cực kỳ vui sướng. Thời điểm nguyên thần cảnh hậu kỳ, xuất khiếu cảnh đỉnh phong bình thường cũng không phải đối thủ, hiện tại không chỉ tu vi đột phá, vu hồn cũng tăng 2 cấp bậc, sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Có thể nói, lấy thực lực bây giờ, coi như không sử dụng khôi lỗi, chỉ sợ Nhạc Nhất Toàn cũng không phải đối thủ, sẽ bị trực tiếp đánh bại. Tu vi đã tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, công hiệu của tinh nguyên thượng phẩm cũng hầu như không còn. Dù tu vi cùng sức chiến đấu tiến bộ rất lớn, nhưng hiệu quả của tinh nguyên thượng phẩm đối với hắn, cũng biến thành cực kỳ bé nhỏ. Trước đó, một viên linh thạch có thể để hắn có rất lớn tiến bộ, mà bây giờ, 100 viên mang tới hiệu quả, cũng không có bao nhiêu. Có thể đoán được, coi như bây giờ trong tay hắn còn hơn 1 vạn viên linh thạch, nhưng muốn nhờ vào đó xung kích nửa bước xuất khiếu, thậm chí xuất khiếu, vẫn còn có chút khó khăn. Thiên đạo chân khí, yêu cầu linh khí quá cao, xuất hiện loại tình huống này, là sự tình trong dự liệu, nhưng chân chính xác nhận, vẫn cảm thấy có chút ưu sầu. Thật vất vả quyên góp đủ linh thạch, kết quả hiệu quả lại không đủ. Xem ra vẫn phải vì linh thạch mà không ngừng cố gắng. Phân thân, đây là công pháp thiên đạo vu hồn, người nhanh tu luyện đi. Tiện tay ném công pháp và linh thạch cho phân thân, Trương Huyền nói. Lúc này phân thân đã thôn phệ thanh điền hoàng sạch sẽ, thực lực cũng đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Tốt, cũng không nói nhảm, phân thân bắt đầu tu luyện. Bởi vì là một linh hồn phân liệt ra, tốc độ tu luyện của hai người tương đương, mấy canh giờ sau, phân thân hoàn tất tu luyện thiên đạo công pháp, cộng thêm trước đó thôn phệ vu hồn của thanh điền hoàng, thực lực đã vượt qua Trương Huyền, đạt đến ngụy xuất khiếu cảnh. Chỉ cần thông qua lôi kiếp, liền có thể trở thành cường giả xuất khiếu cảnh chân chính. Thực lực ngươi bây giờ đại khái mạnh cỡ nào? Thấy tu vi của hắn tiến bộ lớn như thế, Trương Huyền nhìn không được hỏi. Nửa bước lĩnh vực cảnh, hẳn là có thể tiện tay bóp chết. Lĩnh vực cảnh sơ kỳ, cũng có thể chiến một trận. Phân thân kiêu ngạo, ra mặt Trương Huyền co lại. Lĩnh vực cảnh, cùng nửa bước lĩnh vực cảnh, dù chỉ kém một tiểu cấp, nhưng sức chiến đấu lại có thiên địa khác biệt. Lĩnh vực cảnh, còn gọi vô địch cảnh, thả lĩnh vực ra, trong phạm vi nhất định có thể nói chúa tể, mặc kệ nhiều người ít người, chỉ cần cấp bậc không vượt qua, liền không có khả năng chiến thắng. Phân thân có thể so với lĩnh vực cảnh sơ kỳ. Chỉ bằng vào điểm ấy, liền không biết mạnh mẽ hơn bản tôn bao nhiêu lần. Loại thực lực này, lại thêm phòng ngự cùng lực lượng biến thái. Thật muốn chiến đấu, đoán chừng tiềm xung đế quốc không người có thể địch. Ai, tu luyện lâu như vậy, vẫn không bằng phân thân. Cái bản tôn này, thật sự là quá xấu hổ, hận không thể tự sát. Tốc độ tu luyện của ta vẫn quá chậm. Trương Huyền nhìn không được cảm khái, vô cùng xấu hổ. Chương 2397, lĩnh vực 1. So với những người khác, khả năng còn có chút ưu thế, nhưng so với phân thân, hắn một mực bị ngược, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cực kỳ uất ức. Lắc đầu, bất đắc dĩ dứt bỏ cảm xúc, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng mở ra, thư tịch cổ xưa chậm rãi bồng bềnh. Tháp ngôn cổ thư. Tinh thần khẽ động, xuất hiện ở trong óc. Quả thực là pháp môn tu luyện của Lạc gia, bất quá không dính dáng công pháp, chỉ là một loại hệ thống tu luyện mà thôi. Xem hết nội dung trong thư tịch, Trương Huyền gật đầu. Tháp ngôn cổ thư ghi lại lý giải của Diêm Đường chủ khi nghe Lạc Thánh giảng bài, cũng không phải công pháp của Lạc gia, mà là một loại lĩnh ngộ đối với tu luyện. Thật giống như phương pháp học tập, chỉ cần học được, tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá Trương Huyền tu luyện thiên đạo công pháp, tương đương với nắm giữ phương pháp học tập tốt nhất, dù pháp môn của đối phương không tệ, vượt xa không ít pháp quyết, nhưng đối với hắn mà nói vẫn không có tác dụng. Còn tưởng rằng chân quý lắm, đáng tiếc. Lại nghiên cứu một hồi, nhịn không được lắc đầu. Vốn còn nghĩ đạt được thư tịch này, có thể nghiên cứu công pháp của Lạc gia một chút, về sau ứng đối sẽ tốt hơn, hiện tại xem ra, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Công pháp của đại gia tộc như Lạc gia, nếu quả thật truyền đi, khẳng định sớm đã bị phát hiện thu hồi, làm sao có thể mặc cho tiềm xung đế quốc tiến hành đấu giá. Hệ thống tu luyện của Lạc gia, mặc dù không tệ, nhưng so với Ngô Khâu cổ thánh, vẫn kém một đoạn rất lớn. Đồng dạng là công pháp nghiên cứu không gian, nhưng Ngô Khâu cổ thánh lý giải không gian nhắm thẳng vào bản chất, Lạc gia kém không ít, bất quá không thể không nói, hai loại pháp quyết quả thực có chỗ tương tự. Như đồng căn đồng nguyên. Đúng rồi, bộ pháp quyết này dung hợp với diễn không thiên thư nhị trọng, có thể hình thành thiên đạo công pháp hay không? Trong lòng hơi động,
diễn không thiên thư, hết thảy ngũ trọng, cho đến bây giờ chỉ tu luyện nhất trọng, hơn nữa đạt đến đỉnh phong, sở dĩ không có tiếp tục nữa, một là công pháp nhị trọng thiếu hụt quá nhiều, thứ hai, tu vi cùng lực lượng không đủ. Bây giờ thực lực đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, so với trước đó mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu, có lẽ có thể thử. Chính xác. Tìm ra văn tự của diễn không thiên thư nhị trọng, thời gian nháy mắt cùng tháp ngôn cổ thư dung hợp lại với nhau. Quả nhiên có thể. Vội vàng mở ra, con mắt lập tức sáng ngời. Năm cảnh giới của diễn không thiên thư, theo thứ tự là xúc địa, xuyên toa, khống chế, hủy diệt cùng sáng tạo. Hắn đã tu luyện nhất trọng xúc địa đến đỉnh phong, phối hợp hành giả vô cương mà nói, thân ảnh khẽ động, có thể xuất hiện ở ngoài 100 mét, tốc độ nhanh chóng, tựa như thuấn di. Nắm giữ đối với không gian, cũng làm cho hắn có thể chiến đấu với nửa bước lĩnh vực cảnh. Hiện tại có thiên đạo công pháp nhị trọng, nghiêm túc học tập mà nói, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Cực kỳ hưng phấn, bàn tay chảo một cái, linh thạch tích tụ ở bên cạnh, trong đầu suy tư cảnh giới xuyên toa, bắt đầu tu luyện. Không biết qua bao lâu. Đứng dậy, khí tức liên tục tăng lên. Trải qua một phen tu luyện, dù không có tu luyện diễn không thiên thư nhị trọng tới đỉnh phong, nhưng lý giải đối với không gian đã gia tăng thật lớn. Trước đó thực lực không kém nửa bước lĩnh vực cảnh bao nhiêu, mà bây giờ, xem như lĩnh vực cảnh sơ kỳ chân chính, có lẽ cũng có thể đánh một trận. Ra, tinh thần khẽ động, trong phạm vi 1 mét chung quanh thân thể, lập tức xuất hiện một vòng sáng thật mỏng, không gian trong vòng sáng như hoàn toàn do hắn trưởng khống. Dù cái này không phải lĩnh vực, nhưng giống nhau đến kỳ diệu. Siết chặt nắm đấm, cẩn thận cảm thụ công hiệu của vòng sáng, hai mắt Trương Huyền tỏa ánh sáng. Vòng sáng này, là lý giải của hắn đối với không gian, nhờ vào lực lượng linh hồn hình thành, mặc dù không phải lĩnh vực, lại không kém lĩnh vực bao nhiêu, trong phạm vi cách thân thể 1 mét, tuyệt đối khống chế, có thể nói vô địch. Thử uy lực một chút. Ngón tay điểm ra, kim nguyên đỉnh xuất hiện ở trước mắt. Dùng hết toàn lực công kích ta. Vâng. Kim nguyên đỉnh hơi chần chừ, nhưng vẫn lên tiếng, gào thét một tiếng, lăng không lao xuống, thẳng tắp đánh tới hắn. Lô đỉnh nắm giữ sức chiến đấu xuất khiếu cảnh hậu kỳ, tốc độ cực nhanh, như vượt qua thanh âm, có điều vừa tới cách thân thể Trương Huyền 1 mét, lập tức chậm lại. Định. Quát nhẹ một tiếng. Lô đỉnh lập tức ngừng lại, vô luận dãy giụa như thế nào cũng không thể động đậy. Nếu như ta muốn, có thể tùy tiện nghiền nát linh tính của kim nguyên đỉnh, trọng thương thân đỉnh. Cảm nhận được lực lượng khống chế, Trương Huyền hoảng sợ. Khó trách nói thánh vực đạt tới xuất khiếu cảnh trở lên, mỗi một cấp bậc đều chênh lệch cực lớn, hiện tại xem ra quả thật như vậy. Trước đó cho rằng nửa bước lĩnh vực cảnh, chỉ cần nhiều người, vượt qua lĩnh vực cảnh sơ kỳ dễ như trở bàn tay, hiện tại xem ra, gần như không có khả năng. Trong phạm vi lĩnh vực, là vô địch. Trừ khi nắm giữ lực lượng mạnh hơn đánh tan nó, hoặc là quấy nhiễu đối phương không cách nào thi triển lĩnh vực. Nếu không, căn bản không chống lại được. Bất quá, lĩnh vực tiêu hao chân khí cùng nguyên thần thực sự quá lớn. Buông kim nguyên đỉnh ra, Trương Huyền giải tán vòng sáng ở chung quanh thân thể, lập tức có chút mệt mỏi. Vòng sáng tương tự lĩnh vực này, dù mạnh mẽ, để hắn có thể nói vô địch, nhưng tiêu hao chân khí cùng nguyên thần cũng kinh khủng đến làm người ta khiếp sợ. Xem như hắn tu luyện qua phong thánh giải, càng là thiên nhận thánh giả, liên tục thi triển 10 mấy cái hô hấp, cũng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, như toàn bộ chân khí bị tiêu hao sạch sẽ. Về sau tận lực ít sử dụng. Uy lực của chiêu này rất mạnh, nhưng tiêu quá lớn, đối với mình cũng cực kỳ nguy hiểm, về sau ít sử dụng một chút, trừ khi sống còn. Chương 2398, lĩnh vực 2. Đúng rồi, lĩnh ngộ năng lực không gian tương tự lĩnh vực, lại chiến đấu cùng với thân. Có thể tùy tiện nghiền ép hắn hay không? Nghỉ ngơi một hồi, khôi phục lại chân khí tiêu hao, Trương Huyền nhớ tới một việc, nắm đấm căng thẳng. Một mực đều bị phân thân áp bức, hiện tại lĩnh ngộ năng lực tương tự lĩnh vực, lại cùng đối phương chiến đấu, hẳn là có thể tùy tiện chiến thắng a. Nghĩ đến liền làm, kêu phân thân lên. Không có hai lời, chiến đấu bắt đầu, đất rung núi chuyển. Kim Nguyên đỉnh trốn ở một bên run lẩy bẩy. Ba cái hô hấp qua đi. Hai mắt của Trương Huyền xuất hiện quầng thâm, 5 cái hô hấp, hộc máu từng ngụm, 10 cái hô hấp, nằm trên mặt đất đã không thể động đậy. Lần sau tái chiến đi. Cực kỳ uất ức, Trương Huyền vội vàng vận chuyển thiên đạo chân khí khôi phục lực lượng. Vốn cho rằng lĩnh ngộ lĩnh vực, có thể ngược phân thân kêu cha gọi mẹ, kết quả. Đối phương vẫn đánh hắn vô cùng thê thảm.
Cái tên này đến cùng tu luyện thế nào a? Vốn cho rằng có khả năng chiến thắng, lại bị hành hạ một trận. Mỗi lần đều như vậy. Quả thực biến thái. Vận chuyển chân khí hai cái chu thiên, triệt để khôi phục thương thế, u oán nhìn phân thân một cái, Trương Huyền cũng không dừng lại, rời khỏi tổ ong. Thực sự không được, chờ lần sau thực lực tăng cao, lại thù báo cũng không muộn. Ra khỏi phòng. Trời đã sáng choang, trải qua một đêm tu luyện, dù còn không phải đối thủ của phân thân, nhưng thực lực tăng nhiều, sảng khoái tinh thần, cực kỳ vui vẻ. Mới vừa đi ra, chỉ thấy Trương Cửu Tiêu vội vã chạy tới. Trương sư, ta đột phá đến nguyên thần cảnh hậu kỳ, ha ha. Cực kỳ khó mà che giấu hưng phấn. Đối phương một mực tiến bộ nhanh chóng, hiện tại mình cũng đuổi theo, một loại tự hào tự nhiên sinh ra. Có thể đuổi theo tốc độ tu luyện của thiên nhận danh sư. Có phải rất đáng giá khoe khoang hay không? Chúc mừng. Trương Huyền gật đầu. Không cần khách khí, hiện tại tu vi của ta tương đương Trương sư, hẳn là có thể thông qua thi vòng 2. Trương Cửu Tiêu mới nói một nửa, đột nhiên câm ở cổ họng, da mặt co giật, mang theo nghi ngờ nhìn qua. Trương sư, ngươi đến nguyên thần cảnh đỉnh phong. Tích lũy đủ rồi, liền thuận tiện đột phá. Trương Huyền gật đầu. Tích lũy đủ, thuận tiện. Trương Cửu Tiêu suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Tích lũy em gái ngươi a hát. Hôm qua mới vừa đột phá, qua một đêm, liền tiến bộ. Ngươi tích lũy gì? Người khác đạt tới nguyên thần cảnh, một tiểu cấp phải tích lũy hơn 10 năm, mấy chục năm, người một đêm. Có cần nghịch thiên như thế hay không? Hốc mắt của Trương Cửu Tiêu ửng hồng, cảm thấy lòng tin vừa mới thiêu đốt lên lần nữa bị dội tắt. Tu luyện giả khác tiến bộ nhanh, lực lượng phù phiếm, sức chiến đấu không mạnh. Cái tên này, tiến bộ nhanh như vậy, mấu chốt là vượt cấp chiến đấu còn mạnh như vậy. Thật không thể so sánh, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Nhìn thấy hắn bị đả kích thành như vậy, mới vừa bị phân thân đánh một trận buồn bực tiêu tán không còn, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. So với phân thân, xa xa không bằng, nhưng mà so với những người khác, vẫn có ưu thế nhất định a. Trương sư, Triệu sư muốn chúng ta đi đại điện tập hợp, sắp bắt đầu thi vòng 2 rồi. Biết nói tiếp sẽ chỉ tự rước lấy nhục, Trương Cửu Tiêu không dây dưa đề tài này nữa. Trương Huyền lên tiếng, theo ở phía sau đi ra ngoài. Trong đại điện, hơn 30 vị danh sư trước đó đã gặp đều tới, mỗi người đứng ở hai bên, thần thái trang nghiêm. Thấy Trương Huyền tới, từng cái lên tiếng chào hỏi, liền không nói thêm gì nữa. Đứng ở phía sau mọi người, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Hưng Mặc cùng Nhạc Đường chủ đứng ở chính giữa. Lúc này trên người Nhạc Nhất Toàn còn có chút sưng đỏ, có nhiều chỗ còn tím xanh, hiển nhiên hôm qua bị khôi lỗi đánh, còn không có triệt để khôi phục. Tu vi càng cao, hiệu quả của đan dược lại càng kém, loại thực lực như hắn, muốn khôi phục nhanh chóng, ít nhất cũng phải dùng đan dược cấp 8, mà dược vật như vậy, coi như hắn là danh sư đường đường chủ, cũng không phải dễ dàng có thể thu hoạch được như vậy. Người đã đến đông đủ, chúng ta liền tiến hành thi vòng 2. Triệu Hưng Mặc tiến về phía trước một bước, nhìn quanh một vòng. Thánh tử điện tuyển nhận học sinh, thực lực, trí tuệ, cái nhìn đại cục, đều có thể thành điểm tiêu chuẩn, lần đầu thử nghiệm. Chúng ta khảo hạch sức chiến đấu, chỉ cần thực lực đầy đủ, đều có thể thông qua, thi vòng 2 liền không có đơn giản như vậy. Hiện tại ta nói quy tắc thi vòng 2. Ánh mắt mọi người tập trung tới. Dính dáng bọn họ có thể đi vào thánh tử điện hay không, cực kỳ trọng yếu, sợ nghe sót bất luận một chữ nào. Thi vòng 2 nói đến phức tạp, trên thực tế chỉ có một, cái kia chính là. Nghĩ hết tất cả phương pháp, đào thải đối thủ của ngươi. Ánh mắt của Triệu Hưng Mặc ngưng trọng. Vung tay lên. Nói cách khác, là đấu trong lòng. Chương 2399, đấu trong lòng 1. Đấu trong lòng. Mọi người xôn xao. Loại phương thức tranh tài này, bọn họ biết được. Thời kỳ thượng cổ, lúc dị linh tộc khống chế nhân tộc, liền thường xuyên lấy loại phương thức này mua vui. Là nhốt một đám người ở trong một cái lồng, tự giết lẫn nhau, cuối cùng thắng được có thể sống sót, nếu không, chỉ có một con đường bị ăn, vô cùng tàn nhẫn. Thậm chí đối với nhân tính là khảo nghiệm cực lớn. Chí thân hảo hữu, vì mình sống sót, cũng sẽ ra tay với cốt nhục. Loại phương pháp này, tà ma ngoại đạo, từ trước tới nay bị danh sư đường vứt bỏ. Sao thánh tử điện thi vòng 2 lại dùng? Mọi người không cần khẩn trương, cái gọi là đấu trong lòng này, cũng không phải máu tanh chém giết, mà là đào thải. Thấy biểu lộ của mọi người không đúng,
Triệu Hưng mặc khoát tay áo, giải thích nói. Là đồng thời trục xuất bọn ngươi tới một đảo hoang, trong vòng 3 ngày, nghĩ biện pháp tìm những người khác, hơn nữa đào thải 13 vị trong đó, mới có thể thông qua. Đương nhiên, đào thải là nghĩ biện pháp bóp nát ngọc phù trên người đối phương, mà không phải chém giết. Nếu như phát hiện tàn sát đồng bạn, trực tiếp hủy bỏ tư cách. Không thể chém giết, bóp nát ngọc phù. Cái này rất khó. Vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc. Tất cả mọi người là thiên tài, cho dù thực lực có chút chênh lệch, nhưng năng lực chạy trốn cùng thủ đoạn bảo mệnh không kém bao nhiêu, đánh lén chém giết, có lẽ còn có thể làm được, chỉ bóp nát ngọc phù, không thương tổn tính mạng, độ khó bao lớn có thể tưởng tượng được. Có đôi khi, làm không cẩn thận sẽ bị người giết ngược lại. Đương nhiên, cái đảo hoang này, cũng không phải chỉ có các ngươi, còn có thánh thú, bẫy dập sớm đã bố trí tốt, cùng nơi hiểm yếu đặc thù. Muốn đào thải người khác, đồng thời còn phải bảo hộ mình. Ánh mắt Triệu Hưng mặc lóe lên. Nếu như ngươi chỉ ở một chỗ bất động, đánh chủ ý ngư ông đắc lợi, có thể nói cho các ngươi biết, tất nhiên cũng sẽ gặp phải đào thải. Thánh tử điện sẽ không thu nhận kẻ hèn nhát cùng người trốn tránh. Mặt khác, trong vòng 3 ngày, không đào thải được 13 cái, tất cả mọi người đều sẽ mất đi tư cách. Cái này, nói cách khác, nhất định phải đào thải, nếu không mình cũng không cách nào đi vào thánh tử điện. Cái này có chút quá tàn khốc a. Đệ nhất học phủ của đại lục, nếu như đi vào dễ dàng như vậy, chỉ sợ tân sinh hàng năm cũng sẽ chen bể. Đám người xôn xao, sau đó trầm mặc. Đấu trong lồng này, nghe đơn giản, trên thực tế so với đặt ở trong lồng chân chính còn tàn khốc hơn. Phải tính toán thực lực, mưu kế, rất nhiều thủ đoạn, vượt xa chiến đấu đơn thuần rất nhiều. Không hổ là thánh tử điện khảo hạch, vừa ra tay liền làm người ta cảm nhận được độ khó. Đây là ngọc phù, đại biểu thân phận của mỗi người các ngươi, có thể đặt ở trên người, cũng có thể giấu đi, đặt ở bất kỳ địa phương nào, nhưng mà điều kiện tiên quyết là chỉ có thể ở trên đảo, chỉ cần không bị bóp nát, liền đại biểu không có bị đào thải. Bàn tay lắc một cái, hơn 30 ngọc phù thẳng tắp bay tới đám người. Mỗi người một cái. Có thể giấu đi. Nói như vậy coi như người bị bắt cũng vô dụng. Không có ngọc phù, liền không cách nào đào thải, giết hắn cũng vô dụng, cái này. Làm sao bây giờ? Lần nữa ngẩn ngơ, mọi người khó tin. Ngọc phù ở trên người, đánh bại hắn, ép đối phương lấy ra, thuận tay bóp nát, cực kỳ đơn giản, nhưng có thể giấu đi thứ này, một khi đặt ở chỗ kín đáo, coi như bắt người cũng vô dụng. Vốn đã khó. Quy định này mới ra, độ khó trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đây cũng là một loại khảo nghiệm tâm tính. Khác biệt mọi người kinh ngạc, mắt Trương Huyền sáng lên. Tâm cảnh của hắn cao, đối với thánh tử điện cũng không có yêu cầu khẩn cấp như vậy, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, rất dễ dàng nhìn ra vấn đề. Đối phương cố ý nói, có thể giấu ngọc phù, trên thực tế là một loại khảo hạch tâm tính. Nói thật, muốn nói an toàn. Nơi nào có thể an toàn hơn trên người mình. Giấu đi, rõ ràng là không tin mình, thật muốn làm như thế, tất nhiên sẽ mất điểm ở trước mặt đối phương. Đương nhiên, hắn cũng không nói ra việc này, xòe tay, nhẹ nhàng nắm ngọc phù bay tới. Là một loại mặc ngọc đặc thù, mặt trái viết tên của mình, mà chính diện thì điêu khắc văn lộ kỳ quái, như có công năng đưa tin, chỉ cần bóp nát, liền bày tỏ thân phận của ngươi biến mất, bị triệt để đào thải. Triệu sư, nếu có người sử dụng vũ khí lợi hại, chúng ta chẳng phải ngay cả lực lượng đánh trả cũng không có, sẽ bị trực tiếp đào thải sao? Mã Minh Hải hỏi. Nghe được hắn hỏi, mọi người đồng loạt tập trung ở trên thân Trương Huyền. Trước đó gia hỏa này chiến đấu với Nhạc Đường chủ, ném ra hơn 100 khôi lỗi, nửa bước lĩnh vực cảnh cũng bị đánh thành đầu heo, thật muốn dùng để đối phó bọn hắn. Căn bản là không chống lại được. Khảo hạch công bằng công chính, không cho phép sử dụng vũ khí cướp đoạt ngọc phù. Làm ra sự tình có lợi với mình đào thải đối thủ, nếu như có vi phạm, trực tiếp đào thải. Triệu Hưng mặc nói. Vậy là tốt rồi. Đám người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không cho phép sử dụng vũ khí, coi như sức chiến đấu của Trương Huyền này không yếu, cũng không có đáng sợ như vậy. Chương 2400, đấu trong lồng 2. Đánh không lại, thủ đoạn bảo mệnh của bọn họ vẫn phải có, chạy trốn cũng không thành vấn đề. Còn có vấn đề gì không? Không còn, đúng rồi, Triệu sư, không biết đảo hoang của chúng ta ở nơi nào. Phạm vi lớn bao nhiêu, ngươi nói thánh thú cùng bẫy dập là cấp bậc gì? Một vị danh sư nói. Đây đều là bí mật, tự các ngươi tới tìm tòi mới có thể biết, được rồi, nếu như không còn vấn đề,
hiện tại liền xuất phát. Còn nữa, là giữa các ngươi không cho phép đưa tin, một khi phát hiện, cũng sẽ đào thải. Triệu Hưng Mặc nhẹ gật đầu. Đừng nghĩ gian lận, chui sơ hở của quy tắc, ta đã dám nói như vậy, toàn bộ tình huống của đảo tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Vâng. Mọi người đồng thời gật đầu. Nhạc đường chủ, để bọn hắn lên đường đi. Thấy tất cả mọi người rõ ràng quy tắc, Triệu Hưng Mặc không nói thêm lời, quay đầu nhìn về phía Nhạc Nhất Toàn. Nhẹ gật đầu, nhạc đường chủ vẫy tay một cái, trên bầu trời bay tới hơn 30 thánh thú phi hành, phía trên đều có một võ giả, đưa tới đồ vật che mắt, mang bọn hắn lên lưng thú. Đồ vật che mắt này, giống như ở chợ đen, một khi bịt kín, không chỉ con mắt không nhìn thấy, thần thức cũng không cách nào phóng ra ngoài, ở dưới đối phương dẫn dắt, lập tức nghe được một tiếng hét dài, thánh thú lăng không bay lên. Không biết bay bao lâu, thân thể nhoáng một cái, bàn chân của Trương Huyền lần nữa rơi trên mặt đất, lấy đồ vật che mắt xuống, lập tức phát hiện đã đi tới một khu rừng rậm rạp, bốn phía trống trải, không có bất kỳ ai. Xem ra che mắt, không chỉ để cho đám người mình không biết đi nơi nào, càng tìm không thấy đồng bạn, không cách nào hợp tung liên hoành. Bởi vậy, muốn thông qua khảo hạch, chỉ có thể dựa vào mình. Thực lực của Trương Cửu Tiêu tiến bộ, đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ, lại thêm đoạn đường này có chỉ điểm của ta, đối với lĩnh ngộ chiến đấu cùng thực lực, đều có tiến bộ rõ ràng. Chỉ cần không gặp đám người Mã Minh Hải, vấn đề sẽ không lớn. Đấu vòng loại nghe tàn khốc, trên thực tế cũng là có tính nhắm vào. Thực lực quá yếu tự nhiên không kiên trì nổi, nhưng đạt tới loại tu vi như hắn, căn bản không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Dù thực lực của Trương Cửu Tiêu kém hắn rất nhiều, nhưng bất kể nói thế nào cũng là con em đại gia tộc, càng tiếp nhận chỉ điểm của mình. Chỉ cần không gặp quá biến thái, hẳn là nhẹ nhõm ứng đối, chỉ ít chạy trốn không thành vấn đề, không cần lo lắng. Không suy nghĩ nhiều, thân thể nhoáng một cái, rơi vào ngọn cây, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện cây cối lít nha lít nhít, nhìn không thấy cuối, không biết bao xa, thật giống như không phải một hòn đảo, mà là một sơn mạch. Đây là đảo hoang, thật là quá lớn đi. Trong lòng hoảng sợ, thực lực của hắn bây giờ, cũng không nhìn thấy phần cuối, đến cùng lớn bao nhiêu. 500 dặm, 1000 dặm, thậm chí, 3000 dặm, đảo lớn như thế, để lên chừng 30 người, trong vòng 3 ngày phải bắt lấy, hơn nữa đào thải. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Xem ra làm sao tìm được đối thủ, cũng là một loại khảo nghiệm. Đảo lớn như thế, làm sao kiếm được? Từ trên ngọn cây rơi xuống mặt đất, Trương Huyền nghi ngờ. Thần trí của hắn, bởi vì tu luyện thiên đạo công pháp, đạt đến phạm vi 2500 mét. Vượt xa người bình thường 400 lần, hòn đảo này lớn như thế, coi như thực lực của Triệu Hưng Mặc rất mạnh, cũng không có khả năng nhìn hết. Trước mặc kệ, gặp được tu luyện giả, trực tiếp đào thải. Nghĩ một lát không nghĩ ra, Trương Huyền không nghĩ nhiều nữa. Trong khoảng thời gian này liên tục tiến bộ, coi như không sử dụng vũ khí, sức chiến đấu cũng có thể so với lĩnh vực cảnh sơ kỳ, gặp được danh sư khảo hạch, nhìn xem không vừa mắt, trực tiếp đào thải. Không cần lo lắng cái gì, trái lại hẳn là những người khác sợ hãi chạm mặt hắn mới phải. Dọc theo sơn mạch đi một hồi, biết chẳng có mục đích như vậy, khả năng chạy một ngày cũng không thấy người, cổ tay khẽ đảo, một cái la bàn xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thân là trận pháp sư, thứ này là thiết yếu, dù chưa hề dùng qua, nhưng trên người cũng chuẩn bị mấy cái, cấp bậc cũng không tính quá thấp. Cái hướng kia linh khí rất nồng đậm, hẳn là trung tâm hòn đảo, đi qua nhìn một chút. Tìm đúng phương hướng, mũi chân của Trương Huyền điểm một cái, nhanh chóng vọt lên phía trước. Nơi này bốn phía đều là thánh thú, một khi bay lên, rất dễ dàng bị người xem như bia ngắm, coi như thực lực của hắn mạnh, cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn. Giống. Đi không bao xa, một tiếng gào thét vang lên, lập tức nhìn thấy một con hổ cốt thú to lớn lao đến. Gia hỏa này cũng giống như mình, cũng là nguyên thần cảnh, còn chưa tới trước mặt. Liền cho người ta một loại cảm giác uy áp trên linh hồn, dường như tùy tiện liền có thể xé nát tu luyện giả. Cái này cũng là dược liệu. Ánh mắt sáng lên. Hắn không đi tìm đám thánh thú này phiền phức thì thôi, gia hỏa này lại dám xông lại, Trương Huyền lật tay đánh xuống. Đùng chít chít. Hổ cốt thú xông tới, thân thể lập tức cứng ngắc, tựa như bị giam cầm, động một cái cũng không thể động, trong con mắt thật to cực kỳ hoảng sợ. Trách ngươi số mệnh không tốt, gặp phải ta. Ngón tay uốn lượn, đang muốn giết chết, lột ra lấy xương, ngưng luyện ra một chút dược liệu, bầu trời đột nhiên chấn động, một thanh âm truyền tới. Trương Cửu Tiêu, ngọc phù vỡ vụn,
cái thứ nhất đào thải, còn lại 32 người. Cái gì? Trương Cửu Tiêu bị đào thải? Trương Huyền sững sờ, trên mặt đều là vẻ khó tin. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2400.